Kính bạch chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu, hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm Quý Tỵ 2013, tại pháp hội niệm Phật A Di Đà, Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam tổ chức cộng tu một ngày chủ nhật hàng tuần. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay giáo nhàn vẫn tiếp tục giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ với phẩm số 4, Pháp Tạng Nhân Địa. Thì thưa quý vị, đêm hôm qua chúng tôi có giảng cái địa phương pháp trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà số 13. Đêm hôm qua chúng tôi có khai triển về người tu tịnh độ phải tu từ sự tướng đi vào lý tánh. Danh từ này nó hơi chuyên môn, vì pháp môn tịnh độ là đi bằng cái con đường diệu hữu, còn pháp môn thiền tông thì đi bằng con đường chân không. Chân không là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Con đường này khó đi. Một ngàn năm sau á, khi Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nhập diệt á, thì tu pháp môn này được. Và 1000 năm đầu thì Phật chế cho những người tu về giới luật. Nghĩa là 1000 năm đầu là các hàng đệ tử của Đức Như Lai, tức là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thực hành giới. Phật tử thì 5 giới, còn Sa Di thì 10 giới, Tỳ Kheo 250 giới, Tỳ Kheo Ni 348 giới, và Bồ Tát Tại Gia cũng như xuất gia là 10 giới trọng, 48 giới khinh. Dĩ nhiên trong giới tạng còn rất là nhiều. Nên nhớ là giới và kinh là Phật nói, còn luận là Tổ nói. Thế như luận Câu Xá, luận Thành Thật Tông, vân vân, luận Thành Di Thúc Luận là do Tổ nói ra, căn cứ nơi lời của Phật. Chúng ta phải phân biệt cho rõ ràng. Nó có ba tạng là kinh tạng, luận tạng và luật tạng. Kinh tạng là Phật nói ra giúp cho bạn đi sâu vào trong định. Luận tạng là Tổ nói ra giúp cho bạn khai mở được cái kiến thức và cái trí tuệ. Và luật tạng giúp cho bạn được trang nghiêm giới thể và giới tướng. Hôm nay chúng tôi bắt đầu dạo đầu vô thì nói những danh từ nó hơi chuyên môn. Mà vì vậy chúng ta nên lắng nghe, vì quý vị cũng 5-6 năm nay quý vị nghe giảng rồi, thì chúng tôi từ từ nâng cấp cái trình độ hiểu biết của quý vị cũng như là cái cảnh giới tu hành của mình. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi nói sơ qua cái phần người tu tịnh độ phải đi từ sự tướng đi vào lý tánh. Cái chỗ này rất quan trọng. Và chúng tôi khi lên bàn giảng thì thấy có một câu hỏi là nhờ thầy giảng giùm con, là câu này: tinh tấn định huệ sáu ba la.
Cái này hôm trước chúng tôi có nói sơ qua rồi, hôm nay chúng tôi sẽ phân tích cái câu này trong cái đoạn kinh văn chúng tôi đang giảng. Và lẽ dĩ nhiên hôm nay chúng tôi nói đến bốn cái câu kệ trong kinh Vô Lượng Thọ. Coi như bốn cái câu kệ này chúng tôi rất là tâm đắc. Hữu tình chưa độ khiến được độ, kẻ đã độ rồi khiến thành Phật, giả sử cúng dường hằng sa thánh không bằng kiên dẫm cầu chánh giác. Đây là bốn câu kệ mà ở trong kinh Vô Lượng Thọ do ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo ngài nói ra những cái điều này trước Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Thưa quý vị, giờ đây chúng tôi muốn chia sẻ quý vị một chút xíu ngoài lề, đó là mùng 1 tháng 5 ngày lễ của đất nước chúng ta. Tại Pháp hội chúng tôi có tổ chức cái lễ cúng dường trai tăng và lễ mừng thọ cho các cụ 80 tuổi trở lên và làm lễ kỷ niệm 30 năm xuất gia của chúng tôi. Đó là do các chú quá là tha thiết muốn tổ chức, cho nên thành thành ra là ngày thứ tư vừa rồi có tổ chức cái lễ đó. Nhưng mà lễ dĩ nhiên chủ nhật tuần trước chúng tôi đã chuẩn bị rồi nhưng mà không dám thông báo, bởi vì thông báo quý vị về thì chắc chắn là không có chỗ ngồi, vì hôm trước đó là ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5 là họ lên đây đông quá, cho nên thành ra chúng tôi không dám thông báo cho đạo tràng mình về, chỉ có một số các Phật tử biết là về thôi. Nhưng mà ngày hôm đó cái lễ diễn ra từ 8 giờ rưỡi đến 12 giờ 10 phút, coi như rất là đặc sắc. Chúng tôi đang gửi đi Sài Gòn dập 25.000 đĩa, có quý Phật tử phát tâm cúng dường 100 triệu, chúng tôi đang dập 25.000 đĩa. Tuần sau chúng tôi sẽ tặng cho quý vị cái đĩa này. Hôm đó có các chú cũng diễn xuất rất là hay, và có vợ chồng Châu Thanh cũng lên trên này hát. Đó là cái lễ ngoài lề, vì trong những buổi giảng chúng tôi hôm nay không có hát nữa, và dĩ nhiên không có Phật pháp nhiệm màu. Tuy nhiên vừa rồi chủ nhật trước quý vị cũng có xem cái cô ở Hàn Quốc có nói về Phật pháp nhiệm màu một chút xíu. Thì hôm nay chúng tôi thông báo để cho quý vị biết rằng vừa rồi đây chúng tôi lén lén quý vị tổ chức lễ. Lén nghĩa là không thông báo, vì thông báo về đông quá thì không có cơm ăn. Thưa quý vị, hôm đó một cái lễ diễn trình rất là tuyệt, không ngờ chúng tôi tổ chức một cái lễ mà các chú rất là giỏi, những bài vè rất là hay và những bài hát giọng cổ của các chú mà Phật tử ngồi vậy đó hả họng luôn, vì coi mê quá hả họng 3 tiếng mấy đồng hồ hết hồi nào không hay, cái ôi sao mau hết dữ thầy. Bữa đó có một cái chú Pháp Đạo cũng có hát cái bài hát, ông chế từ cái bài mà vết thương cuối cùng trở đổi lại là bước chân cuối cùng của thầy lên trên núi. Đại khái là bữa đó tuyệt lắm. Ở trong đó cái ngày hôm đó ở đây ai có mặt giơ tay lên thử coi. Ủa, ai mời mà đến đông vậy? Cũng có một số Phật tử biết, các chú chắc loan tin cho chúng tôi không dám mời, bởi vì chắc chắn là bữa đó sẽ đông cho nên không dám mời. Vợ chồng Châu Thanh viết cái bài Chí Nguyện Xuất Gia rất là xuất sắc. Quý vị âm thầm cố gắng chờ đợi tuần sau sẽ coi đĩa. Dạ vâng. Giờ đây chúng tôi đi thẳng vào vấn đề. Thưa quý vị, đêm hôm qua giảng xong về cũng rất là ưng ý cái đĩa đêm hôm qua. Khoảng 10 giờ mấy ngủ đến 1 giờ 15 phút khi thức dậy thì thấy trong người nó cũng còn hơi mệt mệt. Mình kêu thôi mình ngã lưng một chút xíu để rồi ra súc miệng rửa mặt mình công phu. Thì mấy lúc trước 1 giờ là bình thường, là giờ bình minh của giác nhàn. Thì vừa thức dậy vừa nằm chút xíu nó làm tiếng rưỡi liền.
Công nhận cái giờ đó nó ngủ ngọt dễ sợ. Thức dậy cái tự nhiên mình ngồi mình nói, mình rầy nó: tao đã không cho mày ăn chiều rồi mà mày ngủ dữ với mày, ngủ vàng sao mà mình về Tây Phương Cực Lạc được. Nó hôm qua giảng rồi, sáng nay giảng nữa ngu một chút có gì đâu. Nghĩa là nó lý luận với mình nha, nó lý luận với mình mà nó vừa nói mà nó vừa nhõng nhẽo nữa, nó muốn nằm xuống nữa. Nó cái ấy 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 không được nha, phải đứng dậy à, 2:30 rồi biết chưa. Cái nó đứng dậy ngoan ngoãn nghe lời, ra súc miệng rửa mặt lên công phu. À, dĩ nhiên tâm trạng này chắc ai cũng bắt chợt thấy trong đêm khuya. À, và khi bước ra ngoài thì thấy cái ánh trăng một nửa thôi, thì tự nhiên mình nhìn thấy cái lý vô thường, bèo nó hộp rồi nó sẽ tan, hoa nó nở rồi nó tàn, trăng nó tròn rồi nó khuyết, người nó hợp rồi nó ly, kẻ ở người đi. Dầu cho vợ chồng cha con sống với nhau đùm bọc cho đến cuối cuộc đời, nếu chồng không đi trước thì vợ phải đi trước. Cái chuyện mà mình sống đến đầu bạc răng long á, thì ra đi mình không nói, nhưng mà cũng có đi nửa chừng xuân nữa. Biết nửa chừng xuân không? Là ly dị á. Thành ra mình tưởng chừng như thời gian nó dài, nhưng thực sự thì nó không có dài các bạn. 400 năm dưới này bằng một ngày một đêm ở trên cõi trời Đâu Xuất. Thì mình biết rằng thời gian trên cõi trời họ hưởng phước quá sướng, cho nên họ thấy thời gian qua rất là nhanh. Mình thấy 400 năm dưới này rất lâu, nhưng mà so với cõi trời Đâu Xuất nó chỉ một ngày một đêm. Là cảnh giới mà còn nằm trong tam giới, là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nhưng nếu cảnh giới Cực Lạc thì một ngày một đêm trên đó không biết bao nhiêu tỷ 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 năm dưới này. Là mình biết cái thọ mạng của những người trên cảnh giới Cực Lạc rất là dài, gọi là vô lượng thọ. Vì vậy cái đêm khuya mà thử bữa nào quý vị thức dậy một đêm, 2 đêm, 12 giờ mấy, 1 giờ mấy, 2 giờ, cái giờ đó nó thanh bình. Và thấy ánh trăng nhưng mà bị mây nó che lờ mờ lờ mờ. Cái lúc mây nó bay qua thì ánh trăng như lửa một nửa nó khuyết, hơn một nửa nó hiện ra, rồi một chập cái là mây nó che lại cái ánh trăng, cho nên chúng ta không thấy ánh trăng nữa. Thì chúng tôi mới chợt nghĩ ra rằng cái thể tánh thanh tịnh của mình giống như ánh trăng, nó hằng hủ sáng. Mà trong kinh nói là tại thánh không tăng mà tại phàm không giảm, tức là nó đọa vô địa ngục nó vẫn còn nguyên si cái thể tánh của mình, và nó về cõi giới Bồ Tát nó cũng còn nguyên y nguyên cái thể tánh của mình. Cho nên là tại thánh không tăng mà tại phàm không giảm, cái thể tánh đó là nó không có bị bất cứ một cái gì có thể làm nó hen ố, nhưng mà nó bị che mờ bởi mây. Đó là mây tham, mây sân, mây si, mây ngã mạn và mây tật đố. Thì bây giờ mình có cái phương pháp nào để mình vẹt những cái đám mây đó ra thì cái trí tuệ này nó sẽ xuất hiện, thể tánh này nó sẽ xuất hiện. Cái phương pháp để mà vẹt cái đám mây này chúng tôi chợt nghĩ đó là chúng tôi đang hành trì. Quý vị biết khoảng 2:30 thôi, mà mình tu đến 3:30 hoặc 4 giờ trong 1:30 đó thôi, nó vô định rất sâu. Và lúc đó chúng tôi nói chỉ có cái phương pháp niệm Phật thầm nhếch môi là phương cách để nó vẹt những cái mây, ánh mây mờ đang che ánh trăng này, những cái làn mây mờ đang che ánh trăng này. Chỉ có cái phương pháp niệm Phật là nhanh nhất. Niệm bằng cách nào? Bạn muốn cho khỏi quên, lâu quên, dễ nhớ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Trong đêm khuya một mình 2:30 mà nghe được cái âm thanh nó lọt vô tai từ cái miệng phát ra
Trong vòng khoảng 15 phút là bắt đầu tâm bạn nó vô định, không thấy một vọng tưởng giấy khởi, một sự an lạc tràn ngập cả thanh tâm. Và vào bên trong để lễ Phật thì mình mới thấy rằng cái phương pháp để mình tu hành á, thì từ cái sự tướng là lễ Phật, từ cái sự tướng là niệm Phật thầm ra tiếng, nghe lại tiếng niệm mình niệm, từ cái sự tướng là tụng kinh Vô Lượng Thọ, thì bạn từ cái sự tướng này để bạn đi vào cái lý tánh rất là dễ và rất là nhanh. 2:30 khuya đến khoảng 3:00 là mình cảm giác nó tuyệt vời, tuyệt vời. Lẽ dĩ nhiên trong nhiều ngày về trước, hơn 3 tháng nay giữ cái phương cách này, cho nên nó có cái năng lượng trong cái tâm linh của mình và cái hạt giống chủng tử A Di Đà Phật nó được lớn trong tâm của mình. Hay nói khác hơn là cái sức định niệm nó được tích trứa trong mấy tháng nay. Cho nên cái trong đêm khuya mà mọi việc mình không suy nghĩ gì hết mà mình đề khởi lên, thì cái cảm giác này rất là tuyệt, tuyệt lắm. Lẽ dĩ nhiên trong những ngày đầu thì quý vị bắt chợt cái cảm giác này nó hơi khó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì phải chiến đấu với con ma buồn ngủ này. Những ngày đầu phải nói là vất vả, giặt giờ và đứng không nổi, nó sụng lên, nó sụng xuống, vừa vắt nó buồn ngủ kinh hồn. Con ma buồn ngủ này nó dữ dằn. Và khi dẹp loạn được quân giặc hôn trầm buồn ngủ rồi thì sao? Thì chốn bình an xuất hiện và thanh bình hiện hữu trong tâm của bạn. Nếu mà không có những cái buổi giảng thì 1:00 là bình thường. Như đêm hôm qua giảng thì nó cũng hơi mệt một chút, cho nên thành ra nó lại quá giờ 1 tiếng mấy đồng hồ. Cái cách để chúng ta tu hành lấy cái sự tướng là lễ Phật, là niệm Phật, là tụng kinh, là phát nguyện vãng sanh để đi vào cái lý tánh, thì cái điều này rất an toàn vì có sự gia trì của Đức Phật A Di Đà bảo bọc cái tâm của mình. Và con đường này mà chư tổ gọi là diệu hữu, câu A Di Đà Phật là diệu hữu. Vì sao gọi nó là diệu hữu? Vì nó là một phạm âm, viên âm, hải triều âm, và nó sẽ thắng hết tất cả những âm thanh phiền não tham sân si trong tâm của bạn. Cho nên nó gọi là thắng bỉ, là thắng những cái âm thanh kia, thắng bỉ thế gian âm. Âm thanh thế gian là âm thanh phiền não, âm thanh giận hờn, âm thanh bực tức, âm thanh tà dâm, âm thanh phẫn hận, phú não, tật sang, cuốn xỉm hại kiêu, nó hoành hành mình. Thì hôm nay mình dùng cái âm thanh A-di-đà Phật, nó sẽ thắng bỉ, bỉ là kia, nó thắng đến tất cả những âm thanh kia, tức là âm thanh của thế gian phiền não, nó sẽ thắng hết tất cả những âm thanh đó. Nó là viên âm, vì một câu danh hiệu A-di-đà Phật mà bạn thành tâm mà niệm thì thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Bởi vì nó, cái âm thanh này nó sẽ cảm đến lòng của Phật, mười phương chư Phật, gọi là thượng cầu Phật đạo. Và âm thanh này nó sẽ xuống tận 19 tầng địa ngục cho tất cả những loài ở dưới cảnh giới địa ngục, họ có thể nghe được cái âm thanh của bạn. Cho nên thành ra Phật nói âm thanh này là viên âm, là phạm âm, là hải triều âm, giống như là một cái dòng mà một dòng mà sóng của nước biển, nó sẽ đẩy lùi tất cả những cái tử thi không nằm ở trong biển, vì biển cả không thể chứa tử thi. Cho nên nó là hải triều âm. Và cái âm thanh này nếu đi sâu vào tâm của bạn, bạn sẽ có những cái cảm giác an lạc, thảnh thơi, hoan hỷ, và trí tuệ của bạn bắt đầu nó phát sáng. Mà từ khi trí tuệ nó phát sáng từ cái tâm thanh tịnh an trụ vô câu A Di Đà Phật đó, thì tất cả công việc của bạn nó sẽ thành công. Nghe cái lối thuyết giảng diễn trình của chúng tôi đi từng bước, lắng nghe cho kỹ. Khi trí tuệ của bạn phát sáng là do cái tâm an trụ vô danh hiệu A Di Đà Phật, gọi là định.
Và sở dĩ an trụ vô danh hiệu A Di Đà Phật là định vì cái niệm A Di Đà Phật là định của Phật. Và an trụ lâu ngày nó phát sanh ra trí tuệ, cho nên tất cả công việc làm của quý vị ngoài thế gian cũng như cái sự tu hành được cái trí tuệ từ câu A Di Đà Phật này giải quyết hết cho quý vị. Còn không thì quý vị lấy cái kiến thức, cái sự hiểu biết của mình để giải quyết công việc thì xin thưa lầm đường lạc lối và thất bại dài dài. Đầu tư kinh doanh một việc đó không biết có thành công hay không, làm một việc đó không biết có thành tựu hay không. Nếu không thành tựu là bạn thất bại là thua lỗ sẽ đau khổ. Vì vậy cái người niệm Phật nhìn cái cuộc sống và cái cách làm việc của họ nó có khác. Chúng tôi thấy Hòa Thượng Tịnh Không, cái lối làm việc của Hòa Thượng thấy đặc thù. Hòa Thượng nói rằng cái công đức giảng kinh, cái công đức in kinh, cái công đức niệm Phật, cái công đức tụng kinh, cái công đức lạy Phật là công đức nó hơn gấp bao nhiêu lần phước báu tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, ruộng vườn, châu bò, vân vân. Đó là phước báu hữu lậu. Nhưng bạn mất thời gian để lao vào công việc để tìm cái ngọn ngành, đó là phước báu hữu lậu. Làm sao cho chúng mánh, làm sao cho có tiền, làm sao cho mình lớn lên rồi người nữ này gặp được người nam có chức quyền, có được tiền bạc. Tức là bạn bỏ gốc mà theo ngọn. Hòa Thượng thì làm gốc, cứ vung trồng cái vốc công đức thì tự khắc cái ngọn đó là hoa trái, là tiền bạc, danh vọng, địa vị, nhà cửa, vân vân và vân vân, nó sẽ đến với bạn vì bạn lo cái gốc. Gốc đó là công đức đấy bạn, bộ rễ đó là công đức đấy bạn. Như vậy hôm nay chúng ta dành cái thời gian ro cho cái bộ rễ là công đức được bao lâu. Ngày 24 tiếng đồng hồ chỉ tu được có 2 tiếng, sáng 2 tiếng, chiều 2 tiếng, cái lẽ của 24 tiếng cũng không được, thì cái gốc của bạn bị khuyết rồi, cái gốc bạn bị chốc rồi. Mà trong khi đó là cái nhu cầu của bạn, con cái, công việc, làm ăn, doanh nghiệp lớn là gì? Là chim chóc nó đang tới, nó đậu ở đó. Mà bạn làm mà không đủ tiền để mà chi lương á thì sụp tiệm. Nhưng có nhiều người rất là giỏi, tài sản rất là nhiều, học tiến sĩ mà lại thất bại. Còn những người như ông nhà máy Tôn Bông Sen, giám đốc nhà máy Tôn Bông Sen, từ một người đạp xích lô bên vỉa hè, bởi mà ông ăn chay, ông niệm Phật, bây giờ là đại doanh nghiệp, tổng giám đốc nhà máy Tôn Bông Sen, bây giờ vẫn còn ăn chay. Một tuần ông quy định là 2 ngày đó là khóa điện thoại, không tiếp ai, ông vô ông niệm Phật. Và nhiều người nói rằng những người giám đốc này là phải ăn mặn uống bia để giao thiệp với mọi người, để làm gì? Để mà ký những công việc và hợp đồng những công việc làm ăn chứ. Còn ông này, ông Hoàng Lược này làm sao? Ông tổng giám đốc nhà máy Tôn Bông Sen này thì ông làm gì? Ông chỉ cần đến đó ăn hột đậu phụng rang, và tâm ông chân thật với công việc, có uy tín với công việc và hiểu ra cái lý nhân quả. Nhân quả tốt thì người đó sẽ tốt, chứ không phải là vì chén rượu, vì miếng thịt, vì cái buổi nhậu đó mà sẽ ký được hợp đồng. Đó là một nhân chứng sống mà chúng tôi thấy còn vô vàn những người khác thành tựu những doanh nghiệp lớn mà họ đi trên con đường nhân quả. Đi trên đường nhân quả là họ làm cái nhân tốt, có uy tín thì tự nhiên khách hàng đến thôi. Vì vậy chúng ta quên cái gốc, quên cái gốc mà chạy đi theo cái ngọn, bỏ đi cái công đức rất dễ tạo, đó là niệm Phật, lạy Phật, tụng kinh, đâu tốn kém tiền bạc. Mà Ngài Ấn Quang nói không có hao hơi nhọc sức một tí nào, không có hao hơi mà nhọc sức một tí nào. Đâu có phải ra để mà cuốc đất cuốc cỏ làm gì khổ cực đâu, ngồi trước bàn Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Một chuyện đơn giản như vậy mà tích tập công đức, một chuyện tụng kinh vô lượng thọ không hao hơi một sức chút nào,
mà thẩm sâu bên đó bạn đang lấy công đức trong kinh Vô Lượng Thọ, đang lấy công đức trong danh hiệu Phật, đang lấy công đức trong cái lạy Phật để trang nghiêm thân tâm của mình. Chuyện này khó tin lắm. Làm gì mà trong kinh Vô Lượng Thọ có công đức của Đức Phật A Di Đà chứa trong đó, có cái hạnh nguyện là 48 lời nguyện của Phật A Di Đà trong đó, cũng chữ nghĩa bình thường chứ có gì đâu. Làm gì trong danh hiệu A Di Đà Phật, bốn chữ A Di Đà Phật quá đơn giản mà lại có vô lượng công đức trong đó. Không tin cho nên dễ dàng bỏ. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với quý vị là cái danh hiệu A Di Đà Phật chúng tôi liên tục gìn giữ. Hầu như là buổi trưa ăn cơm xong chợp mắt một chút xíu, thức dậy ngồi là niệm. Càng niệm thấy nó càng khỏe. Và cái cảm giác đói hầu như bây giờ là nó mất hẳn rồi. Sáng không thấy đói, trưa đến giờ ăn không thấy đói, chiều không ăn không thấy đói. Nếu mà không niệm Phật là đói chết á, đói cồn cào á. Mà sao niệm Phật nó mất cái cảm giác đói, rồi từ từ nó sẽ mất đi cái cảm giác giặt giờ của cái ngủ. Cho nên những người niệm Phật có những đêm người ta không ngủ luôn, nhưng mà rất khỏe. Vì cái năng lượng thanh tịnh của câu A Di Đà Phật nó cấn trừ qua bên cái ngủ. Nhưng mình chưa sâu vô định mà thức dậy là nó giặt giờ á nha. Chứ không phải đơn giản cái đó. Nó như vậy là tối giờ thức, tối về cái là thức suốt đêm đi nha. Nó phải từ từ. Lúc trước thì mình 6 giờ mình thức dậy, bữa nay 5 giờ. 5 giờ được rồi mình chuyển sang 4 giờ. 4 giờ rồi mình chuyển 3 rưỡi rồi 3 giờ, nó rút từ từ cho đến 2 giờ và cho đến 12 giờ. Nổi không? Cái sự tướng tu hành nó rất quan trọng, bạn không nên bỏ. Có nhiều người nói tôi đạt được tâm thanh tịnh rồi còn gì lại Phật, mình là Phật rồi còn gì lại Phật. Mình là Phật chưa? Chưa. Phật là phải đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông chứ. Phải không ạ? Và chấp vào mình là Phật rồi còn gì niệm Phật. Tự tánh Di Đà ở trong này nè. Nhưng mà ánh mây mù che rồi bạn ơi, bạn chưa vẹt ra được. Làm sao gọi là Phật? Lý tức Phật nhưng chưa đạt được sự. Sự đó là sự tướng 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Sự đó là tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông. Chưa đạt được. Không biết mình kiếp trước là gì và không biết kiếp sau mình đi đâu. Sao gọi là Phật? Phật Thích Ca Mâu Ni ngài phải biết trước 3 tháng nhập diệt và ngài biết bao nhiêu tuổi ngài chủ động để ngài ra đi luôn. Cho nên thành ra mình nên mình chấp mà mình không có thực hành. Có cái vị đó chúng tôi qua bên Úc giảng. Khi giảng xong rồi ở tại cái hội trường Happy Reception. Khi bước xuống ông hỏi thầy biết Tam Bảo là gì không? Ông hỏi thầy dĩ nhiên cái chuyện này người mới vô trong đạo có biết Tam Bảo là Phật Pháp Tăng thôi. Nhưng mà ông muốn nói cái lý của Tam Bảo là gì? Phật là gì? Pháp là gì? Tăng là gì? Tại sao ông hỏi theo ý của ông? Thì Văn Nhàn không có trả lời. Văn Nhàn hỏi sao chú ở nhà có ăn chay không? Ông kêu lòng mình là ăn chay rồi còn gì ăn chay nữa. Trời ơi ngông ngông ngân ngân. Chú có niệm Phật không? Lòng mình là Phật rồi, tâm tức Phật, Phật tức tâm rồi, cần gì niệm Phật nữa thầy. Thì nghe đến cái dạng này là ngông ngông ngân ngân rồi. Chấp lý rồi. Cho nên thành ra những người này sẽ bị cái sở chi chướng. Sở chi tức là cái học vị hiểu biết, nó làm chướng ngại trên con đường tu của bạn. Là lúc lâm chung, ngài ông quan quở những người này, ngài ông quan rầy những người này nè. Lúc lâm chung bạn hả miệng mà chết. Vì hằng ngày bạn nói lý nhiều quá. Người ta hộ niệm hoài không khép miệng. Rồi gì nữa? Lúc lâm chung trợn mắt mà chết. Hộ niệm hoài không nhắm mắt. Cứ đi nhìn người khác, không nhìn lại mình. Không nhìn lại mình phiền não còn bao nhiêu mà cứ đi bắt bí người khác, nhìn người khác, cái lỗi xấu người khác. Cho nên lúc chết mở mắt trăm 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 để nhìn tiếp. Và lúc còn sống cứ nói những chuyện thị phi tốt xấu, đúng sai. Và lý luận về Phật Pháp
đầu môi chóc lưỡi, cho nên chết không như hạ không khép miệng được. Ông quan này rầy dữ lắm. Những người này chỉ chấp lý mà bỏ sự tu hành thì vĩnh viễn bạn phải đọa lạc như tên bắn. Bạn xuống địa ngục rồi bạn mới ân hận cái chuyện bạn làm. Còn tôi khuyên, ngã quan nói, còn tôi khuyên những người ngu phu ngu phụ như chúng tôi, tức là nam ngu và nữ ngu như tôi, gọi là ngu phu ngu phụ như chúng tôi, chân thật hàng ngày niệm Phật, chân thật hàng ngày ăn chay, chân thật hàng ngày lạy Phật, chân thật hàng ngày tụng kinh A Di Đà, học kinh Vô Lượng Thọ, thì bạn có cơ may lúc lâm chung bạn không hả miệng mà mỉm cười, gọi là mỉm chi. Bạn không trợn mắt mà gì? Mắt bạn thấy đài vàng. Thân bạn không nóng bức khổ đau mà thanh lương mát mẻ, ngồi lên đài sen, chư Phật và Bồ Tát rước bạn về thế giới an lành. Ông Quang Đại Sư dạy rất là kỹ càng, rõ ràng, đơn giản, rất là gần gũi cho các bạn tu hành. Còn những người mà khoác lác khoe khoang, ta đây là học giỏi lắm, ta đây là tu hành giỏi lắm, thì thực ra đó là người phàm phu không đáng để tiếp. Ghê chưa? Phàm phu không đáng để tiếp. Mất thời gian niệm Phật. Thực sự hôm nay các chú thường trụ ở đây cũng như các Phật tử đến, những người mà có cái sự tu hành làm cho chúng tôi chấn động lắm. Cũng như là cái cô Phật tử ở Hàn Quốc vừa rồi mà lạy dưới chân núi lên đây từ 6 giờ tối cho đến 9 giờ tối, làm cho chúng tôi chấn động, trong tâm nó xúc động chịu nổi. Và nếu có mang 2 triệu đô đi, ví dụ đi, là mấy chục tỷ về, thì chắc chúng tôi cũng không có cho lên ngồi trên này phát biểu Phật Pháp nhiệm màu. Tự nhiên đưa mà lên kêu, quý Phật tử, bữa nay cô ở Hàn Quốc về cúng 2 triệu đô nè. Giới thiệu chi vậy? Mà giới thiệu xong rồi bà biết nói gì không? Không biết nói gì hết. Ý chúng tôi muốn nói rằng các vị về đây có ít cúng ít, có nhiều cúng nhiều, không có khỏi cúng. Nhưng mà quý vị tâm đắc những lời chúng tôi nói, quý vị về đây, đó là món quà rất lớn của quý vị dành cho chúng tôi. Thứ hai là đem lên cái sự tu hành, lỡ mình bị khóc mắt, mình chưa hiểu về cái câu là tinh tấn định huệ sáu ba la, vân vân, những câu Phật Pháp để mình đàm luận, cái điều này chúng tôi vui hơn. Nói như vậy không phải là Phật tử hôm nay ở các nơi trên thế giới cúng dường cho chúng tôi nhiều tiền rồi, chúng tôi không cần. Xin thưa, chúng tôi không có ý niệm này. Nếu mà nói ai mà kêu không cần tiền là xạo. Cần nhưng không dính mắc, cần nhưng mà không thấy thiếu thốn. Cần chứ, hàng tháng lo cho các cụ ở đây, đậu hũ không 50 triệu mà, không có làm sao lo. Cần mà không dính mắc, cần mà không thấy thiếu thốn. Có nhiều người rất cần tiền đầy đủ mà còn thấy thiếu thốn. Thiếu thốn là tâm của ngạ quỷ. Cho nên thành ra Tổ Ấn Quang nói, bạn thấy thiếu thốn, bạn thấy thèm khát, bạn đi xin xỏ là hèn lắm. Quý vị thấy cái lúc chúng tôi còn cái tấm bạc, mà cái bữa đó Châu Thanh có hát, với lại các chú cũng có hát những cái bài. Còn cái tấm bạc che, quý vị coi lại những cái đĩa 2007, chúng tôi vẫn không đối hoài đến cái chuyện tiền bạc. Xin xỏ quyên góp về đây với số lượng 2-3 ngàn người, đặt ra cái quỹ tên là quỹ từ thiện, quỹ hiếu thuận để mà lo đám này đám nọ. Chúng tôi nói không phải là khoe khoang, mà chúng tôi thấy cái tiền nó rất là ước lệ, nó rất là thấp kém. Vì chúng tôi hồi nãy có kể câu chuyện cho quý vị là Hòa Thượng cứ một đời của Ngài đi giảng kinh thuyết Pháp, mà khi Ngài cầm 2 triệu đô là 42 tỷ, tự nhiên người ta cầm tới, chứ không phải Ngài đi xin nha. Không phải Ngài nói, ồ cô Mạnh Thường Quân, bây giờ mang đến đây cho tôi 2 triệu đô, không có. Hiện tại bây giờ mà những cái tịnh tông bên các nước trên thế giới là Hòa Thượng Tịnh Không tịnh tông nhiều nhất. Và những Mạnh Thường Quân hộ pháp mà chúng tôi qua Hồng Kông mà xe chở đĩa đó, bằng xe container, mà xe container chở qua bên đại lục Trung Quốc là chở bằng container. Quý vị biết container đây nó lớn cỡ nào? Mỗi cái container là mấy tỷ. Tiền Việt Nam mình tính ra cái tiền Trung Quốc với tiền bên Hồng Kông
và chở đi như vậy là cho miễn phí. Hòa thượng nói tôi càng pháp thí chừng nào tôi thấy là cái duyên của tôi nó càng thù thắng chừng đó. Bởi vì khi hòa thượng gặp ngài Trương Gia đại sư hỏi thầy có con đường nào chỉ cho con nhập vào đạo nhanh nhất không, thì ngài Trương Gia đại sư ngài ngồi ngài nhìn ngài không nói. Ngài để 15 phút sau hòa thượng Tịnh Không lắng động tâm tư sâu thiệt sâu thì ngài mới kêu có. Ngài Trương Gia đại sư là tổ mật tông á nghe, là vị đã xuất gia rồi đó. Ngài kêu có cái ngài im tiếp. Ngài im 15 phút sau ngài nói từ hai chữ bố thí mà làm. Con đâu có tiền đâu con bố thí, con nghèo lắm. Cuộc đời của con là một vị gọi rằng là thiếu thốn, vừa đi học mà vừa phải đi làm mướn. Con làm gì có tiền để bố thí? Con nghèo quá, con thiếu phước, sanh trong một gia đình quá là nghèo khổ. Cuối cùng đất nước loạn ly, loạn lạc là phải đi qua bên Đài Loan để mà lánh nạn. Thì ngài Trương Gia đại sư hỏi, ông có 1 đồng không? 1 đồng là mình 1.000 đây nè. Hỏi, 1 đồng con có. Kì ông từ 1 đồng mà làm. Hòa thượng ngộ ra liền. Đi làm mướn làm thuê để lấy tiền đi học, để chi dùng được 5 đồng, ăn 4 đồng còn 1 đồng, phát tâm hùng vô trong cái chùa đó ấn tống kinh. Làm từ 1.000, mình gọi là 1.000, từ cái ít nhất đó mà làm, cho đến bây giờ cái pháp duyên của hòa thượng khủng khiếp. Có nghĩa là những cái âm thanh, những cái phương tiện mà tối tâm nhất thế giới, mà khi hòa thượng ngồi đã giảng một cái ha, ngồi tại Hồng Kông giảng, bữa đó có chúng tôi là bên Úc nè, bên Nhật nè, bên Mỹ nè, bên Canada nè, bên Mã Lai nè, Singapore nè, Hàn Quốc nè, đều có hòa thượng trực tiếp trong TV, giống như là đài VTV3, VTV1 của mình. Thấy cái pháp duyên của ngài không? Tức là cái mạng lưới internet và đường truyền nó trực tiếp vào trong nhà của bạn luôn. Mà cái số lượng người Trung Quốc nó đông khủng khiếp. Ngài lại là sanh bên Trung Quốc, cho nên thành ra cái lượng người nó đông. Cho nên cái pháp duyên của hòa thượng bữa nay nó biến tận hư không, biến pháp giới. Và tất cả mà tượng Phật rất đẹp, tám tấc làm bằng cái loại chất liệu nhựa bôi, tặng miễn phí. Những tấm lụa mà hình Phật Di Đà nó đẹp, ngài kêu làm cỡ nào mà đẹp nhất tặng miễn phí. Lúc trước chúng tôi qua Hồng Kông gặp ngài, xong ngài cho mang về. Chúng tôi riêng mỗi người được 20 kg, mà trên lưng chúng tôi 45 kg, đeo 20 kg, sách 15 kg, kéo 15 kg. Trời, nó tham dễ sợ nha. Nhưng bây giờ ngài cho mình phải sách về chứ. Mà đi vô trong cái hải quan á, mình coi như không có gì hết trơn, đi cái mặt tỉnh queo mà nó muốn quẹo cái lưng luôn. Mà gặp cho cái cô Thanh Cúc nữa, cô cũng già lớn 50 mấy tuổi rồi á, cô cũng làm giống như thầy, cô đi vô tới nơi cũng muốn xỉu luôn. Bởi vì thầy chế ra một cái là đeo vô sau lưng nó không thấy, rồi một cái là xách, một cái là kéo nữa, đã khỏi đóng tiền cước á mà. Xách về cho Phật tử, qua ngày cho mình giống như mình lấy được vàng, được bạc. Sao mình có cái duyên mình nhìn Phật cái tự nhiên mình quý, mình thương Phật liền nha. Quý vị thương Phật không? Cho nên hôm nay chúng tôi bước theo bước chân của ngài. Thật sự chúng tôi cũng có cái na ná giống ngài, là sanh trong gia đình quá nghèo, cực nghèo. Nghèo lắm. Nãy bà cụ ngồi dưới cái khu chiên tu, trước khi chúng tôi lên giảng, bà cụ nói: "Lên nhanh đi để Phật tử đợi." 8:30 rồi đó. Cái giác nhàn ngồi đó một chút xíu, bà mới kể: "Hồi trước á nghe, tôi bán bánh hỏi á, là thầy là tôi đưa nhiều vàng nhất á. Hỏi bao nhiêu? 1 cây 2, cây 3 gì đó." Bởi vì lúc trước chùa của chúng tôi là ông bổn sư trồng cà phê, ông nghèo lắm. Chùa rất là nghèo, nuôi 5-6 anh em đi học không có tiền, cho nên thành ra không dám xin Phật tử. Mình đâu có quen biết Phật tử gì đâu xin. Mà từ nhỏ giờ nó quen rồi, bà cụ cứ về cái bên đây 2 chỉ, 3 chỉ. Mà nó có nhiều lúc á, có anh em, cho nên thành ra tôi đưa sau lưng, hoặc là chạy ra ngoài đường tôi đưa. Thầy có nhớ không? Kêu nhớ, nhắc hoài. Bây giờ lấy lại không? Kêu lấy làm chi nữa, thầy nuôi tôi như vậy sướng quá, còn hơn vàng nữa.
Chứ tôi mà lỡ mà thầy không đi tu thì tôi ở với con vợ thầy chắc chết. Trời ơi, mà ví dụ gì kỳ vậy bà. Trời ơi, mấy cái bà già mà lên trên này là bà mừng lắm á nha. Hỏi sao vậy? Ở với mấy con dâu là chua chát lắm. Không phải dễ đâu, trong này có con dâu đâu. À, chua chát lắm á nghe, bà nói chua chát là biết rồi nghe, đắng miệng nó không được. Cho nên thành ra chúng tôi rất biết ơn bà cụ lo lắng cho chúng tôi đi học. À, vì vậy cho nên cái tình mẹ con rất là thiêng liêng trong hiện đời. Dĩ nhiên kiếp trước các cụ ở đây cũng là mẹ đấy mới về ở được, chứ còn không phải là thân bằng quyến thuộc. Về nhìn cái mặt ông thầy giác nhàn ghét lắm, ở không được đâu, cũng là thân bằng quyến thuộc mới về ở chung đấy. Vì vậy quý vị biết rằng chúng tôi thường thuyết pháp thì hay nói những cái chuyện nó rất là thực tế để đi vào vấn đề. Chứ nếu mà giảng kinh mà giảng sâu xa quá thì quý vị ngồi nghe nó buồn ngủ và nó chán. Mà khi đã chán rồi muốn đứng dậy thì nó kỳ cục quá, mất lịch sự quá. Tại vì ông mang ghế đồ ông cho mình ngồi mà tự nhiên mình bỏ mình đi nó kỳ quá. Mà ngồi thì chịu chậm, gọi là ôm đầu chịu chậm. Vì vậy cho nên chúng tôi phải nói làm sao, âm điệu như thế nào, và những có những cái mẩu chuyện, những cái khôi hài tế nhị để cho những người trẻ, những người già có thể nghe và hiểu hoan hỷ. Một cái buổi thuyết pháp như vậy, cả một cái công sức mà 7 6 năm nay chúng tôi tạo dựng thành một cái đạo tràng. Và trong cái cảm giác chúng tôi nghĩ sau khi một buổi thuyết pháp mà hoàn thiện thì đây là một cái pháp duyên giúp cho chúng tôi chuẩn bị một cái hành trang, chuẩn bị cho một cái ngày vui. Đêm qua chúng tôi nói chuẩn bị cho một cái ngày vui khi bỏ báo thân này Đức Phật đưa về cực lạc. Ngày đó là vui lắm đấy. Chắc là quý vị có những cái cảm giác chuẩn bị cho ngày vui của mình là ngày cưới. Ở trong này có ai đám cưới chưa? Có chuẩn bị không? Em à, tới cái chỗ đó người ta làm mặt làm mày làm tóc làm tai áo cưới đẹp á em. Hôm bữa anh thấy cái cô dâu chỗ đó nó làm được á em. Phải chuẩn bị đúng không? Rồi cái nhà hàng sinh đôi đó tổ chức ăn gà vịt đồ cũng ngon lắm á em. Phải tổ chức chỗ đó chứ. Tức là bạn muốn có một cái ngày vui thành hôn, hay là một cái ngày đám giỗ, hay là một cái ngày kỷ niệm ngày cưới hay ngày sinh nhật vân vân, bạn phải chuẩn bị cho ngày vui đó. Nhưng có mấy ai chuẩn bị cho mình cái ngày vui đó là cuối cuộc đời về cực lạc chưa? Chưa. Chuẩn bị hời hợt lắm. Ngày đó có đến không? Ngày đó sẽ đến. Rồi ra sao đây? Nếu bạn không chuẩn bị mà nó đến bất ngờ, thọ mạng nó hết vì một cái lý do xe tông trúng gió tăng sông vân vân và vân vân, thì bạn tính sao đây? Nếu quý vị đắc A La Hán khỏi bàn. Đắc A La Hán tức là người ta tự tại làm chủ sanh tử và người ta không bị cái dòng nghiệp lực lôi cuốn. Dầu cho như ngài Mục Kiền Liên bị ngoại đạo đánh chết nhưng tâm của ngài vẫn làm chủ được, và vì nguyện lực ngài đi tiếp tục cái cảnh giới khác, ngài tu không bị trở ngại. Còn xin thưa, chưa đắc A La Hán vẫn bị sanh tử luân hồi, trừ trường hợp bạn niệm Phật nhất tâm bất loạn và liên tục danh hiệu Phật thì có được Phật lực gia trì, không chết vì đạn, vì nước, vì lửa, vì cửu huỳnh tử. Trong thời đại hôm nay đắc A La Hán không phải dễ. Mà niệm danh hiệu Phật để các vị hộ pháp gia trì để bạn không bị chết cửu huỳnh tử thì chuyện này dễ hơn. Vừa rồi có một cái cô Phật tử cô kể đi một chuyến xe xuống dưới Phan Rang để làm lễ khánh thành. Thì trên đường đi xe 50 chỗ, cổ đi cổ ngồi trước gần tài xế. Đứa con nó nói má, má ngồi sau đi chứ lỡ mà nó đụng một cái là má tiêu đời má. Má ngồi sau thì nó đụng nó đi một khúc vô nó mới tới má. Đứa con nó nói vậy.
Bà kêu thôi tao thích ngồi trước tao niệm Phật, ngồi dưới mấy cái bà tám mà nói chuyện ồn lắm. Thì đi đâu bà cũng muốn thanh tịnh ngồi một mình niệm Phật. Thì cho xe nó đi xuống Phan Rang thì nó qua cái đèo gì? Đèo Sông Pha phải không? Đèo Ngọn Mục phải không? Đèo Sắn Ốc mình nó chạy rất là nguy hiểm. Cái tài xế nó đi xuống sao tự nhiên nó đạp vô thắng không ăn nữa. Ôi cha, thắng không ăn nữa. Thì sao? Xe bắt đầu nó lao xuống. Bà ngồi một bên hông bà biết tài xế mặt không còn chút máu, cắt nó không còn chút máu. Thì bà mới sao? Sẵn cái miệng đang niệm Phật bà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bởi vì bà ở trên chùa mình niệm Phật bốn chữ quen rồi, cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mới lần đầu nó chạy bắt đầu chưa nhanh thì bà còn A Di Đà Phật được. Khi nó lao ào ào bà kêu Phật 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 Phật. Nó la sùm ở trong xe hết trơn. Mấy bà kia chết 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 chết. Có bà kêu má 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 má. Có bà kêu nhảy 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 nhảy. Bà cứ Phật 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 Phật. Thì khi bà kêu Phật như vậy là ông tài xế làm sao? Không biết lý do gì đó là ai lái chứ không phải ông lái nữa. Xuống ngay con đường lánh nạn. Trời ơi quý vị biết, cái đèo đó mà rà thắng đi nó còn muốn rớt, chứ đừng có nói chuyện mà xe mà mất thắng. Không biết làm sao mà ông lái, như là ông thấy giống như một người máy tự động mà lái nó chạy. Mình lao vùng vùng, lao vùng vùng. Xuống tới ngay đó, chạy lên đường lánh nạn. Biết ai chạy chứ, lúc đó ông còn hồn vía đâu nữa mà chạy. Đạp vô hết anh thắng cái nữa, hết con đường mà cứu rồi. Thì một người niệm Phật mà cứu cả xe. Ghê chưa? Hên cho bà nghe đứa con bà xuống bà ngồi bà tám nữa thì bà tiêu đời bà rồi. Bà tám biết bà tám không? Phải nói là nó lao vùng vụt. Nếu mà người bình thường nó cua như sắn ốc mà, gọi là đèo sắn ốc mà, thì nó rớt xuống đó một cái là nó banh chành, nó rớt mấy trăm mét xuống là không còn một mạng, nó nát như tương á. Thế mà bà niệm Phật vậy mà nó tới ngay con đường lánh nạn, đứng cái kiếp an toàn không sao hết. Trời ơi, người ta xuống mặt mày không còn chút máu, kêu thôi đi về chứ lễ gì nó mới lễ. Quý vị thấy khiếp không? Một người niệm Phật cứu cả xe, một người niệm Phật cứu cả nhà. Cứu cả nhà, không những một nhà mà cửu quyền thất tổ nữa đó bạn. Sáng hôm nay có một cái cô Phật tử, cô nói thưa thầy, con mới đi bên Mỹ về. Cái đạo tràng Bình Dương mà có cái chánh điện nhỏ nhỏ, chúng tôi có làm cái đĩa phương pháp trì niệm số 4 quý vị nhớ. Cô mới đi bên Mỹ về, cô gọi điện lên nói chú Quang đưa điện thoại cô thăm chúng tôi một chút. Cô nói thưa thầy, con mới đi bên Mỹ về thăm thầy một chút. Mấy chị em đi qua bên Mỹ rồi, còn con Hạnh con của con ở nhà nó tụng kinh sao nó quýnh mỏ. Quýnh cách làm sao mà bể hai ba cái mỏ luôn. Cái thầy mới nói vui vui, cái chắc cô đi cô không cho nó đi, nó giận nó đập mỏ chứ gì. Xong rồi cũng nói cho vui vậy thôi, bà cụ bà nói cho vui vậy thôi. Bà kêu ồ, nó vô trong nó tụng kinh á, bên ngoài nó nghe rõ từng lời từng câu, người ta bên ngoài cửa ngăn tụng kinh theo tiếng của nó. Thì nó ngồi nó sợ quá, nó tụng càng nhanh người ta tụng càng nhanh nữa chứ. Bữa nào thầy xuống thầy cúng thầy đưa họ về chùa hết đi thầy. Cái nghĩa là một người niệm Phật thì bao nhiêu hương linh đó họ niệm theo. Và một người lạy Phật thì bao nhiêu hương linh đó họ lạy theo. Một người tụng kinh bao nhiêu hương linh ông bà của quyền mình tụng theo. Đó là hạ hóa chúng sanh để người ta về cực lạc. Tối hôm qua vừa bước lên có cái hương linh, thầy con khổ quá, hôm nay con muốn ở chùa thầy quy y cho con đi. Có pháp danh chưa? Kêu chưa. Đặt cho pháp danh Diệu Âm Liên Trí nghe. Dài quá không nhớ đâu. Thôi Diệu Âm nhớ không? Kêu Diệu Âm mình nhớ. Có ông ở bên ngoài đó, ông không có vô được, bị hộ pháp canh rồi, hộ pháp cho con vô. Kêu thôi bữa nay giờ con ra con nói là thầy đồng ý cho họ vô. Các vị chắc hộ pháp là thầy trụ trì đồng ý là chắc cho vô đó. Kêu sao con đủ lực nói.
kêu lấy cái lực của thầy, lấy cái uy của thầy trụ trì ra xin họ cho vô. Kêu dạ, không phải mắt phàm không thấy đâu ngàn, là không có đâu ngàn. Hôm nay họ kêu thầy hứa với con rồi đó, thầy phải quy y á. Kêu được, thầy giữ lời hứa, sáng mai thầy lên thầy giảng, thầy sẽ làm lễ quy y sau buổi giảng. Khi quý vị đi niệm Phật á, thì những người hương linh trong tại gia đình của quý vị đi theo quý vị về đây niệm Phật. Có nhiều lúc quý vị sắp xếp công việc không ổn, người ta biết cái tư tưởng của quý vị không muốn đi, họ lại sắp xếp công việc cho quý vị đi luôn. Họ là khiến quý vị đi luôn á, có không? Có. Nhưng có một điều nhớ chỗ này nè, những hương linh họ vẫn có những cái khả năng đó, thì Phật chẳng lẽ không có sao? Phật có khả năng còn hơn các vị hương linh đó nữa. Khi bạn làm một việc gì, khi bạn trở ngại một điều gì, và khi bạn nghĩ đến Phật, thì tức thì có Phật âm thầm giúp đỡ cho bạn. Công đức thứ mấy? Công đức thứ 4 là lạy Phật, được chư Phật giúp đỡ. Lạy một Phật A-di-đà, được mười phương chư Phật giúp đỡ, gọi là chư Phật giúp đỡ. Nếu bạn lạy vạn Phật bằng một Phật, vì cả một Phật, thì có chư, chư là các, là số nhiều, tiếng Hán chư là nhiều đó, thì được nhiều Phật giúp đỡ cho bạn luôn. Chứ đừng có nói lạy một Phật A-di-đà rồi có một mình Phật A-di-đà giúp đỡ ngang, không phải ngang, mà có tất cả các Phật giúp đỡ cho bạn luôn. Tin điều này không? Giờ đây chúng tôi bắt đầu giảng đến cái đoạn, đúng ra hai câu đọc, hai câu mới đủ, là thường hành bố thí và giới nhẫn, tinh tấn định huệ sáu ba la. Tinh tấn định huệ sáu ba la, một câu đã không đủ, phải thêm một câu trước nữa là thường hành bố thí và giới nhẫn. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, đây là sáu ba la mật. Sáu ba la mật, mật tức là kín đáo. Sáu ba la mật, các vị thường thực hành bố thí, thường thực hành trì giới. Nghe chữ thường này quan trọng. Phật chế giới ra không phải hôm nay giữ rồi ngày mai không giữ thì không phải là thường. Thường tức là giữ liên tục từ bây giờ cho đến lúc bạn bỏ báo thân này được vãng sanh. Thường niệm Phật bây giờ cho đến lúc cảm với Phật về Tây Phương Cực Lạc, ở bên cảnh giới cực lạc vẫn còn niệm Phật A Di Đà. Nhớ ngàn. Và Thượng Tịnh không nói bạn không phải niệm Phật cho tâm thanh tịnh rồi bạn bỏ Phật, sai, không đúng đâu. Cái hành giả tịnh độ là niệm Phật nhất như, niệm Phật tâm Phật không hai, tâm mình với Phật không hai, cảm với Phật về Tây Phương Cực Lạc vẫn còn niệm nữa, và thành Phật vẫn còn phải niệm luôn. Vì sao niệm? Niệm là nhớ nghĩ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vừa thành Phật, nhập vào đại định quan nghiêm. Hồi tối chúng tôi có nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khổ hạnh 6 năm, 6 năm khổ hạnh ở rừng già. Và khi cái lối khổ hạnh này không thể thành tựu được, và khổ hạnh cho đến da bọc xương luôn, thì cuối cùng Phật mới làm sao? Phật mới thấy cái cách khổ hạnh này không thành công, và cái cách mà hưởng thụ dục lạc khi ở trong cung vàng điện ngọc vẫn không thành công, không thành tựu được. Sáng bà cụ bà kể lịch sử Thích Ca cho chúng tôi nghe. Bà nói thầy biết không, ông Phật Thích Ca Như Lai á, Phật Tổ Như Lai á, là ông dạo bốn cửa thành. Khi ông dạo bốn cửa thành, ông thấy có một người già chết, một ruồi xanh nó bung. Chắc là các vị Bồ Tát hiện thân á, mới hiểu ra được chỗ này. Khi mà Tất Đạt Đa Thái Tử đi dạo bốn cửa thành, là vua dẹp hết tất cả ăn xin người này người nọ, dẹp hết để cho Thái Tử đi sang, đi xung quanh bốn cửa thành để không thấy cái chuyện mà sanh già bệnh chết. Thế mà sao tự nhiên có người nằm đó chết? Thì Thái Tử mới nói rằng là như vậy mình không tu mình cũng chết, giống người này rùi sinh, rùi xanh nó buông sao? Phật cụ và nói cho chúng tôi nghe sử liệu đó. Hỏi ở đâu vậy? Bởi kia hồi trước học dưới Hương Sen á. Thì quý vị biết rằng là ngài thấy rằng là hưởng thụ dục lạc ở trong cung vàng điện ngọc vẫn không thể thành tựu được cái đạo nghiệp, chết mình không biết đi đâu, và bây giờ khổ hạnh cũng không thể thành tựu được. Xuống sông Ni Liên tắm rửa sạch sẽ, lên ngồi tại gốc cây Bồ Đề,
Bồ Đề Đạo Tràng bây giờ còn bên đó, ngay cái chỗ mà Bồ Đề Đạo Tràng nó qua cái sông Ni Liên cũng không xa lắm, mà Bồ Đề Đạo Tràng chúng tôi có qua bên đó rồi đó. Và ngài ngài đến cái lúc kiệt quệ rồi thì ngài Su Già Ta dâng một bát sữa cho ngài uống xong, ngài mới phát nguyện dầu cho xương tan thịt nát ta vẫn không rời khỏi cõi cái này nếu chưa chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì ngài phát nguyện như vậy là 49 ngày, hồi sáng thì bà cụ nói 48 ngày. Không biết 48 ngày ở đâu. Thì bà nói 49 ngày thì Phật thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, là mắt của ngài đã đạt được Phật nhãn, thấy được cảnh giới cực lạc, thấy được các hàng Bồ Tát, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, thần túc thông và lậu tận thông, đạt được lục thông luôn, tam minh luôn, túc bản minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh, tất cả đều thành tựu hết, nhập vào đại định liền. Và khi nhập vào đại định là niệm Đức Phật A Di Đà. Chúng tôi đang nói đến cái đoạn là thường á, thường tức là khi thành Phật vẫn thường nhớ Đức Phật A Di Đà và nhập vào đại định, nói về cảnh giới cực lạc cho hàng đại Bồ Tát. Đó là phẩm kinh, đó là phẩm kinh Hoa Nghiêm, là phẩm thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát, quy hướng chúng sanh về cực lạc mà thành ngũ kinh tịnh độ đó. Quý vị thấy chưa? Có nghĩa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật, mà khi thành Phật rồi vẫn niệm Đức Phật A Di Đà, là nhớ Đức Phật A Di Đà và nói cảnh giới được cực lạc Đức Phật A Di Đà, và nói đến nguyện lực của Phật A Di Đà, và nói đến công đức Phật lực của Đức Phật A Di Đà liền. Thấy chưa? Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói kêu thành Phật vẫn phải niệm Phật A Di Đà. Ghê chưa? Còn bây giờ hôm nay mình phàm phu mình còn niệm không? Chắc chắn là phải niệm rồi. Cho nên cái chữ thường này á, thường này là thường hành, là thường làm, thường giữ giới, thường niệm Phật, thường ăn chay. Không phải hôm nay ăn chay 1 tháng 10 ngày nữa ngăn, mà thường ăn chay. Thường ăn chay tức là ăn chay trường, giống như nhắc nhàng đó. Đó là thường ăn chay, đúng không? Chứ chay đụng bữa này ăn bữa kia không ăn gọi là chay đụng. Thường ăn chay, thường hành bố thí, thường hành trì giới, thường hành nhẫn nhục, thường hành tinh tấn, thường hành thiền định và thường hành 6 ba la mật này. Đó. Và hữu tình chưa độ khiến được độ, kẻ đã độ rồi khiến thành Phật. Hữu tình là ai? Hữu tình là những loài có sự hiểu biết. Nó có 4 loại hữu tình: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quá sanh. Cái này trong giáo lý chuyên khoa, danh từ chuyên môn của nhà Phật nha. Noãn sanh là sanh bằng loài trứng như loài gà, loài vịt và loài rắn. Như tất cả những loài sanh bằng trứng gọi là noãn sanh. Thai sanh là loài heo, loài bò, loài người. Và thấp sanh là loài ẩm ướt, là loài trùng, loài vi trùng á, hoặc những con trùng mà nằm dưới ẩm ướt mà sanh á, thì gọi là thấp sanh. Thấp là ẩm thấp. Còn quá sanh, loài súc sanh á, thì những con nhồng nè, nó sanh ra thành con bướm, nó cũng một loại quá sanh. Và cái loại quá sanh mà đẳng cấp mà loài người mình về cực lạc cũng gọi là quá sanh trong hoa sen. Thì nói loài hữu tình nó không ngoài 4 loại: noãn là trứng, thai sanh là người, là như heo như bò, và thấp sanh là loài vi trùng ở dưới ẩm ướt, và quá sanh là loài súc sanh. Thì quá sanh từ con loại con nhộng nó ra con bướm, vân vân. Rồi loại người quá sanh là quá sanh về cõi trời, quá sanh về cái Tây phương cực lạc, quá sanh trong hoa sen. Thì pháp môn tịnh độ này giúp cho kẻ hữu tình chưa độ khiến được độ. Quý vị nhớ cái pháp môn tịnh độ là tự độ và độ tha. Cái danh từ độ này quan trọng. Độ cho người đó giải thoát, độ cho người đó vượt qua khổ não. Độ là ăn cơm. Mời thầy độ cơm đi. Độ cũng là ăn cơm. Hôm trước chúng tôi qua bên Mỹ, đến Atlanta để mà tổ chức, xong rồi Phật tử thấy chúng tôi giảng với cái cách niệm Phật, họ thích quá,
Xong rồi họ mới nói rằng thưa thầy, thôi để con mua cho thầy miếng đất ở bên này, thỉnh thoảng lâu lâu thầy qua thầy độ chúng con. Thầy kêu nếu thầy qua bên đó rồi ai độ cho mấy bà già ở đây. Mà bên Mỹ này thầy cũng lo lắm, sợ thầy qua thầy độ họ không được, họ độ thầy cái chết thầy. Là cái vật chất nó văn minh tối cao, cái gì nó cũng hấp dẫn con người về vật chất. Quý vị nghe Úc, Canada, Mỹ là thiên đàng của vật chất, nó rất là đầy đủ tiện nghi. Mà qua đó mà không khéo cái là mấy vật chất này nó độ thầy cái là thầy kẹt. Ở bên này thì không biết chạy xe chứ qua đó là phải chạy xe. Mà khi chạy xe rồi chiếc lấy xịt này thấy không ngon phải mua lấy xịt khác. Đó nó độ mình, nó đang độ mình từ từ đó. Không. Rồi lỡ mà qua bên này ở một mình rồi mấy cô nào có độ thầy nữa tính. Đó đó đó. Thôi thôi thầy không dám đi đâu, nguy hiểm lắm. Ở bên này bên cạnh có mấy chú đồ này nọ cho nó an toàn, thêm mệt lắm rồi không đi đâu. Thì cái độ đó là vậy á, độ tức là giúp đỡ cho mình vượt qua, hoặc là giúp cho mình từ cái cõi người về Tây phương cực lạc, là độ cho mình vãng sanh, gọi là chữ độ. Mà cái pháp môn tịnh độ này, độ còn một cái danh nghĩa nữa là cõi, là vực, là nơi. Tịnh độ là cái cõi thanh tịnh, tịnh là thanh tịnh, độ là cái cõi, cõi thanh tịnh đây, dịch từ Hán văn như vậy. Thì như vậy cái pháp môn tịnh độ này nghe cho rõ nè, tự độ và độ tha. Bây giờ chúng ta đi sâu nghe, cái này phải lắng nghe. Này càng ngày giảng bắt đầu càng cao cấp đó nha. Pháp môn tịnh độ này độ cho kẻ hữu tình là chúng ta là loài người nè. Và cái độ này nó tự độ và độ tha. Tự độ là gì? Là bố thí độ keo tham, trì giới độ phá giới, nhẫn nhục độ sân giận, gọi là sân khỏe, đúng danh từ nhà Phật gọi là sân khỏe. Bố thí độ sang tham, nhẫn nhục độ sân hận, trì giới độ phá giới, nó tự độ nha. Và thiền định độ tán loạn, trí tuệ độ ngu si. Bây giờ bạn muốn trì giới thì bạn phải giữ giới, và bạn lỡ phạm giới rồi, nhờ pháp môn tịnh độ này độ cho bạn vượt qua cái phạm giới. Có một vị bị phạm đại giới. Phạm đại giới là năm cái giới lớn của người tỳ kheo, là dâm, đạo, sát và vọng. Khi Phật tử thì Phật để sát, đạo, dâm, vọng. Bây giờ khi hàng Phật tử là Phật thấy cái sát sanh rất là lớn, cho nên Phật xếp cái giới sát sanh lên hàng đầu liền. Cho nên mới nói là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo và uống rượu. Thì khi hàng cư sĩ thì Phật đưa vào năm giới. Nhưng khi bước sang hàng tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni là Phật nói bốn cái giới trọng, gọi là ba la di, là dâm, đạo, sát và vọng. Phật lược cái giới đi uống rượu, mà Phật nói bốn cái này là bốn cái giới trọng đại. Mà nếu phạm một trong bốn cái giới này, ví dụ là dâm, là mình là người tu sĩ cắt ái từ sở thân, xuất gia hoằng trấn đạo, không được quan hệ bất chánh. Khi bạn quan hệ bất chánh là bạn phạm giới tà dâm, gọi là phạm trọng giới. Bạn chưa chứng thánh mà bạn nói bạn chứng thánh là đại vọng ngữ, là phạm đại giới. Trộm cắp là bạn lấy một cái đồ đó mà cái đất nước đó, cái luật của họ nói rằng là bạn đã trộm cắp để đi vào tòa án để mà xử. Tức là một cái đất nước nó quyết định bạn đã là trộm cắp, và nó đầy đủ chứng cứ là bạn đã là trộm cắp á, thì bạn phạm đại giới trộm cắp. Sát là bạn giết loài súc sanh, dầu cho con nhỏ nhất như con trùng, con kiến, con ong. Hồi tối chúng tôi có nói đó, cái chú bé đó nó sanh trong nhà đó 5 đời, đời làm con ruồi, một đời nó làm con ong, một đời làm con rắn,
đời nó vừa sanh ra chết, và một đời 16 tuổi là xe tông chết. Thì xe tông vừa xe tông nó chết cái là nó trước khi chết là nó hoàn hồn lại. Nó hoàn hồn lại, nó nhìn nó thấy nó năm đời sanh trong nhà này. Con ruồi, con ong, con rắn vừa sanh ra chết là 4, và lần thứ 5 là 16 tuổi bị xe cán chết. Đó. Thì như vậy hôm nay chúng ta thấy rằng là cái tự độ là mình độ cho mình. Mình độ cho mình là khi mình biết rằng do cái lòng tham mà nó mất đi cái phước. Do cái lòng tham mà nó mất đi cái phước, đi đâu cũng mơ muốn vơ vét về cho mình, đi đâu mình cũng muốn cho mình mà một đồng không biết thí ra. Thì muốn đọ cái tham này thì đem đi bố thí. Trời ơi, mới cưới một cô vợ dễ thương quá mà cái anh chàng bên hàng xóm nó cứ nhìn ngó hoài, thôi cho ông luôn á. Được không? Bố thí vợ con. Ây trời ơi, nó mới nhìn là muốn móc mắt người ta rồi ạ. Có nghĩa là cái gì bạn quý nhất bạn đem bạn bố thí thì nó sẽ trừ cái lòng tham đó. Nói cho vui vậy thôi, bố thí vợ cái kẹt lắm á nghe. Có nghĩa là sở dĩ bạn nghèo là bạn không biết bố thí. Cho nãy chúng tôi nói cái đời chúng tôi sanh chúng trong gia đình đúng là gia đình thiếu phước, mà bản thân chúng tôi thiếu phước cho nên nó rất là nghèo. Nó nghèo mà năm khoảng mà 2004 là không có tiền mua bình ga đó, dễ sợ như vậy. Mà từ cái bố thí pháp, từ cái bố thí phóng sanh, từ cái bố thí tượng và từ cái bố thí băng đĩa, mãi đến hôm nay chúng tôi không phải tự khoe cho cái sức bố thí cũng tương đối là khá cao đấy. Như vậy cho nên thành ra cái nghèo nàn của bạn là do bạn không biết bố thí. Bây giờ bạn muốn bỏ đi cái nghèo nàn này thì bạn nên thực hành cái bố thí. Ở trong này chắc chắn nói là ô, mình còn nghèo mà làm gì có tiền bố thí. Nghèo bằng hai vợ chồng khi Phật còn tại thế có một cái khố. Cái khố là cái miếng vải quấn để che thân. Chồng đi sinh thì vợ phải ở nhà, chứ đi ra ngoài nó lỏ thể làm sao. Mà vợ đi sinh thì chồng phải ở nhà. Trời, nó nghèo mà ở trong một cái túp liều mà hai vợ chồng chỉ có cái khố để đi ăn xin. Cái gia tài là cái khố á, là cái quần mà cái miếng vải quấn á. Hai vợ chồng mới thầm nghĩ, sao mình nghèo quá như vậy, chắc là mình không có phước báu, người ta lại quá giàu như vậy. Thôi hôm nay hai vợ chồng mình chấp nhận bỏ cái đời này đi để mình lấy cái khố này cúng cho ông Phật. Sao? Cuối cùng tối tối lén xuống suối giặt sạch sẽ, xếp gọn gàng, trong quý. Phật đi ngang qua, hai người ở bên trong không dám ra ngoài. Giờ cái khố ra cửa sổ, con cúng cho Đức Cồ Đàm. Phật lấy cái tay Phật để lên trên đó và trân trọng. Cái này người ta mang tới coi chừng mình lấy cây mình dí mình quýnh nữa. Cái đồ dễ rách. Mà Phật nhận cái gì? Phật nhận cái tâm của hai người này có cái khố là cái gia tài để sinh sống, mà bây giờ dám chấp nhận cúng cái gia tài này. Mình đã giàu thì mình thấy giải đầy hết, mình thấy bình thường. Nhưng mà hai người này cái khố là cái sinh mạng của họ trong cuộc sống. Cho nên Phật để cái tay lên nói Như Lai chứng minh cho hai con. Phật nói chỉ Như Lai chứng minh thôi, tức là cái tâm của họ cúng dường Phật chứng minh cái tâm của họ, mà Phật vẫn để lại cái khố đó. Phật về Phật mới thuyết một thời thuyết pháp. Sáng hôm nay Như Lai đi khất thực gặp hai vợ chồng. Bởi vì bữa ăn bữa trưa đó là có một vị vua đến để cúng dường thức ăn. Thì Phật mới nói rằng hôm nay có một hai vợ chồng nghèo, rất nghèo. Và Phật nói cái tiền kiếp của hai người này là không biết bố thí mà bỏ sẻn. Và có đủ của cải vật chất nhưng mà bo dữ, không rít rắm từng đồng từng cắt. Cho nên cái phước đó chỉ hưởng trong một đời, thì kiếp sau không có mảnh áo che thân. Chỉ được một cái để che cho vợ thì chồng phải ở nhà.
dễ sợ. Thì cuối cùng Phật mới kể xong rồi Phật nói rằng tuy rằng vị vua hôm nay đem thức ăn và lo đầy đủ hết, nhưng buổi cúng dường hôm nay không bằng hai vợ chồng. Nghe Phật nói không? Phật nói là đứng trên cái tâm mà nói. Hôm nay là vua mang đến thức ăn đồ đạc rất đầy đủ, nhưng Như Lai thấy là chưa hết tài sản. Mà hai vợ chồng người này cúng hết tài sản. Cái khổ là tài sản, và cái khổ là cái miếng vải che thân này, nếu cúng là chấp nhận chết đó. Còn vua cúng hết cái chết, cúng như đây cái chết chưa, còn đầy đủ lắm. Thì ông vua nghe vậy xong ông cảm động, ông tới ông xây cho hai vợ chồng một căn nhà. Ngang chưa sanh thiên á ngang, mà xây cho một căn nhà đầy đủ điều kiện vật chất và công việc làm ăn. Dễ sợ. Cho nên thành ra gặp Phật được cúng dường là phước lớn lắm nha. Còn cúng dường dắt nhàn là không ăn thua gì đâu. Phạm tăng mà, cúng cho một vị thánh tăng à. Thì như vậy là khi hai vợ chồng chết liền được sanh thiên. Dễ sợ chưa? Mình nói hôm nay mới có một chiếc xe Mercedes, chưa có của, để từ từ cúng. Cái nghĩa là mình cúng nhưng mà mình không chuyển được cái lòng tham của mình, cho nên thành ra cái phước của mình giống như cái chén, mưa bao nhiêu nó cũng tràn. Tức là cái tâm lượng mình như cái chén và nó chứa được cái phước mình chỉ bằng như cái chén thôi. Nước vô bao nhiêu nó cũng tràn. Rồi lớn chút xíu nữa như cái lu, nó chỉ đựng được lu thôi. Còn nếu mà lớn hơn nữa là như cái sông, mà lớn hơn nữa là như cái biển cả. Mà cái cách để mà khai mở tâm lượng, chúng tôi hay nói để cái tâm lượng quý vị mà rộng ra đó, thì giống như cái gì? Giống như cái biển đó. Thì bạn phải cần niệm cái hải triều âm, đó là âm thanh A Di Đà Phật. Bằng niệm hải triệu âm là niệm A Di Đà Phật, lâu ngày tâm của bạn như biển cả, nước bao nhiêu vô nó cũng không tràn ra khỏi bờ, phải vậy không? Như biển cả, gọi là tâm mình đại hải rộng như biển cả, và bao nhiêu nước vô đó nó chứa đựng cũng được. Và nếu mà nấm muối nó rớt vô thì nó pha loãng liền, còn nếu mà nấm muối mà nó rớt trong cái chén là bạn chát cũng không được. Nấm muối đó là điều ác bạn đã tạo rồi, nó đến ngay nơi cái tâm hẹp hòi ích kỷ rít rắm á, thì bạn lãnh đủ luôn, nặng thành nặng hơn luôn. Còn nếu mà tâm rộng lượng, điều ác nó tới thì gì, nó pha loãng ra, nặng thành nhẹ, nhẹ biến mất. Cho nên cái chân lý mà Phật dạy nhân quả nó rất là tuyệt. Vì vậy cho nên thành ra Ấn Quang Đại Sư á, ngài xuyển dương cái nhân quả tột cùng của nhân quả luôn. Và ngài nói nếu mà không có nhân quả là họ sẽ loạn ly và không sợ điều ác, cho nên họ tha hồ làm ác. Vì vậy cho nên Ấn Quang Đại Sư là một đời cật lực xiển dương nhân quả. Và cái nhân quả tột đỉnh của nó là niệm Phật là nhân, vãng sanh thành Phật là quả. Đây là tột cùng của nhân quả. Vì câu A Di Đà Phật là cái nhân địa mà quả Phật tu đã thành rồi, ngài hồi hướng trong cái quả này. Bây giờ mình lấy cái quả Phật là câu A Di Đà Phật làm cái nhân địa, bạn tu trong một thời gian không lâu mà bạn thành tựu. Cái này chúng tôi không phải tự khoe, làm sao mà quy tụ được bao nhiêu con người ngồi như vậy, chỉ có 2007 đến hôm nay, mà thực ra mà nói chỉ 2010 đến hôm nay nó mới rộ lên thôi. Chứ còn từ 2010 đến 2007, 3 năm về trước nó vẫn rất là lèo tèo, không bao nhiêu người cả. Mà phát rõ nhất là 2 năm nay thôi. Nếu mà tu cái pháp môn gì 60 năm sau, chưa được như vậy đâu. Cái này không phải là chúng tôi tăng bốc quá đáng về pháp môn tịnh độ, mà thổi phồng sự việc. Được cái đạo tràng trên núi về không phải là dễ đâu nha. Được bao nhiêu chú này về để phục vụ cho quý sư cô, quý bà cụ, cho quý Phật tử trong ngày Chủ nhật không phải là đơn giản ngang. Ngồi yên trên này mà giảng được, để các chú mà lo lắng từ A đến Z, xây dựng, xây nhà vệ sinh, và lo lắng về ăn uống, tất cả mọi thứ sinh hoạt, không phải là đơn giản đâu à. Một cái nhà quý vị có 5-7 người mà quý vị lo muốn khùng luôn rồi đó. Con nó nói má hết tiền đi học, ba bữa nay con đau bệnh, bữa sau nó kêu con chuẩn bị đám cưới, đúng không? Hên trong này mấy chú không đám cưới, chứ mình đám cưới với mấy chú cũng chết.
Công nhận ông Phật ông chế ra cái cách này hay thiệt. 200 chú mà đám cưới chắc mình cũng khùng luôn. Ông Phật ông chế ra cái ông Phật ông chế ra cái giới này nuôi mấy chú nó khỏe. Còn cái gì mà lo đám cưới là bạc đầu, ngủ không ngon, không yên nữa. Phải không? Công nhận Phật ông chế ra nhiều cái hay thiệt đó nha. Tự nhiên cái cạo cái đầu đi. Cái răng cái tóc là vóc con người, nó kêu cạo đi con ơi. Con để ma đang già nó bắt con à. Bây giờ Phật chế ra nhiều cái hay lắm. Ha. Cái răng này để nha cơm chúng thôi nhỏ luôn. Rồi lần cái răng cái tóc cái vóc con người. Cái dáng vóc này nó đắm chìm trong đó cho nên Phật kêu thôi vũ bớt đi. Ha. Cho nên chúng ta nói là trong thời gian ngắn chỉ 6 năm lại đây mà có một cái đạo tràng mà tiểu nhật thường xuyên một ngày 500-700 người niệm Phật. Đây là một sức quá tưởng tượng, quá ngoài sức tưởng tượng. Cho nên Tịnh Không Pháp Sư nói bạn già dặn tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ 3 năm rồi bạn thấy. Thấy cái gì? Đó, thấy ngồi đây nè. Cái con người, gọi là có con người là có tất cả. Có những con người này để làm cái nhịp cầu giao cảm chúng tôi dạng xong cái đĩa này khắp nơi trên thế giới. Có những đêm khuya bên Mỹ, Canada họ về họ nghe mà họ khóc trong đêm khuya. Thầy nói sao nó quá tuyệt, quá tuyệt. Vì sao vậy? Vì họ cảm được cái lòng của chúng tôi. Có con người là có tất cả. Bây giờ bao nhiêu ngàn người này, chẳng lẽ không có những người phát tâm vãng sanh, phát bồ đề tâm vãng sanh? Chẳng lẽ mình nói như vậy những người về nhà người ta không công phu? Có chứ, nhìn cái mặt thấy ngoan lắm. Không đó. Vì vậy cho nên thành ra là cái điều mà chúng tôi rất là vui là thành tựu được cái đạo tràng này. Nhưng lúc trước chúng tôi để xem thử coi những cái căn lành những người này ra sao. Đi qua bên Úc 5 tuần không giảng vẫn đông, gọi điện về nói vẫn đông, không có thầy người ta vẫn đông. Rồi đi qua bên Mỹ, qua Canada, hôm trước đến chùa Thượng Tọa Chí Thoát, đi chỗ này chỗ nọ người ta về vẫn đông. Vậy là được. Những cái bộ kinh Vô Lượng Thọ và câu A Di Đà Phật đã cắm sâu vào tâm họ rồi. Cho nên có người giảng cũng đông, mà không có cũng đông, mà có thì đông hơn. Vì vậy độ chính mình là bố thí độ sát tham, trì giới độ phá giới, nhẫn nhục độ sân hận, và thiền định độ tán loạn, trí tuệ độ ngu si. Bây giờ bạn làm sao giữ được giới, bạn làm sao cho không tham, bạn làm sao cho được nhẫn nhục, bạn làm sao cho được có thiền định, bạn làm sao cho được cái trí tuệ? Làm sao? Niệm A Di Đà Phật là làm được tất. Giờ phân tích nè. Bạn niệm Phật lâu ngày thì trong lòng của bạn bị câu A Di Đà Phật nó chuyển hóa cái lòng tham, và do câu A Di Đà Phật nó mở ra cái tâm lượng. Thay vì hôm trước mình rút tiền ra phóng sanh 5.000 nó rít phải xoa nước miếng chứ sợ nó dính vô tờ 500.000, thì khi xoa như vậy thì đưa ra đứt ruột đứt gan, keo quá cái bà cố, khó bố thí quá. Hôm nay niệm A Di Đà Phật xẹt 500.000. Cái này là chúng tôi ví dụ cho những cái tâm, chứ không phải hôm nay kêu cứ người 500.000 phóng sanh nha, không phải vậy nha. Nói phải hiểu ý chứ đâu có công kêu ông thầy nhàn ông giảng riết ông kêu tiền là kẹt à. Hôm bữa có một bà già mà bước vô đây lúc chúng tôi chưa xuống khu chiền tu. Cái con nó nói, má làm cái gì kỳ cục, má vô má lạy Phật mà má kẹp đôi dép vô nách á. Má kêu, thôi đi mày, tao để bên ngoài chùa này nó ăn cắp dữ lắm á. Bây giờ không phải cái ngày Chủ nhật thì cho ai cũng mang dép một màu vàng đều đúng không ạ? Không sợ mất dép đúng không ạ? Lúc trước là chuyên mua mất dép, mà mất dép đẹp cho mấy dép xấu không mất. Thì cuối cùng chúng tôi mua mấy ngàn đôi dép vàng luôn, màu vàng cùng một loại cho nên không mất dép. Bữa nay là ổn thỏa chuyện mất dép. Nhưng mà bữa bà cụ bà vô chùa là bà vô không trúng ngày lễ bình thường thì cũng vắng thôi. Thì đứa con nó dẫn vô trong này lễ Phật bà kẹp đôi dép bà. Đứa con nó thấy nó ngứa gai rồi, nó gai tinh rồi. Nó kêu má mất là con mua cho má 10 đô cũng được á. Má vô má lạy Phật làm sao má thành kính. Má kêu thôi mày, mày để tao lạy vậy cho tao yên tâm.
chứ còn không tao lạy Phật mà tao để cái tâm ngoài đôi dép á thì sao? Lên cái vấn nhàn nói: bà niệm Phật đi, cái thân này bà giữ chưa được nữa thì đôi dép làm sao bà giữ? Lúc chết bà có mang đôi dép đi được không? Mới kêu không. Nói như vậy mà đợt sau lên lại không kẹp dép vô nách mà để ngay cái giò đó biết chi không? Lỡ người ta lấy mình có cảm giác biết là mất tức là để bên hông cái giò cho nó đụng cái giò. Thì thầy kêu rằng là: bà biết bao lâu nữa bà mất không? Mà bà giữ của vô thường đến rất nhanh. Bà có cái tâm này á, giống như là bà Thanh Đề mẹ của một Quần Liên, chết là đọa vào trong địa ngục. Mà vào địa ngục làm quỷ đói, mà ăn cơm như vậy là khi đưa bát cơm lên là nó hóa, nó biến thành than lửa. Cho nên thành ra cái tâm đó là cái tâm mà bà keo kiệt rích rắm đó, là cái tâm bổn sẻn, là làm loài quỷ nghèo khổ. Thì bữa sau bà lại, thì bà để cái đôi dép, bà nói: coi đôi dép cho má nghe con. Mà không cho vô lại, bà kêu nó coi đôi dép của bà ở ngoài á. Thì lại lần thứ năm bà mới yên tâm. Nhờ bà về bà lạy Phật, bà niệm Phật, từ từ cái lòng tham nó buông cái đôi dép từ trong nách mà ra tới cửa. Hiểu, hiểu cái câu niệm Phật nó mở cái tâm mình ra rồi, tham không còn để độ, gọi là bố thí để độ sang tham. Thấy chưa? Đó. Cho nên hồi nãy chúng tôi có nói đến cái chỗ mà trì giới độ phá giới đó, là pháp môn tịnh độ nó độ cho người bị phá giới. Thì có một vị tên là Quánh Kha. Quánh Kha này theo như trong sử liệu Hòa Thượng nói lại á, hình như đời nhà Đường, nhà Tống gì bên Trung Quốc á, mà bị phạm đại giới. Thì cuối cùng ông thực hành phương pháp niệm Phật. Và chỉ có phương pháp niệm Phật thì vị này niệm Phật, ông niệm 3 ngày 3 đêm Phật Di Đà xuất hiện. Trời, không ăn không uống luôn. Trong kinh A Di Đà nói hoặc 1 ngày hoặc 2 ngày, thì hoặc 3 ngày cho đến 7 ngày nhất tâm bất loạn. Mà ông mới 3 ngày nhất tâm bất loạn. Vì ông phạm giới, ông thấy thế nào cũng phải đọa địa ngục, ông sợ cái cảnh địa ngục quá. Cho nên ông phát Bồ Đề tâm, ông nhất tâm ông niệm Phật. 3 ngày sau Phật xuất hiện. Phật nói thọ mạng của ông còn. Mà cái khi mà Phật xuất hiện á, là do cái tâm ông cảm được với Phật. Và Phật do cái tâm ông tha thiết nguyện vãng sanh, đầy đủ tính nguyện, cho nên ông được vãng sanh. Bởi vì toàn tâm ông niệm tức là Phật, mà toàn Phật tức là tâm, Phật xuất hiện liền. Thì khi xuất hiện, Phật nói thọ mạng ông còn một thời gian nữa. Ông muốn một thời gian nữa về, hay là ông muốn về liền? Khi mình đủ tiêu chuẩn, không phải là Phật muốn cho mình về hay là không cho mình về nghe. Học Phật là có cái quyền y rằng là muốn cho ai về hoặc không muốn cho ai về là do quyền của Phật, không phải. Mà do đó cái công đức mình tu mình tạo nên mà cảm được với Phật. Cho nên thành ra ông muốn về và Phật cũng rước về liền. Nhưng thọ mạng ông còn để mà lấy cái công đức niệm Phật này độ sanh vẫn được. Thì ông nói bạch Đức Phật A Di Đà, con không muốn ở lại đây một giây một phút, con phải theo ngài con về ngay. Vì ở đây coi chừng cái cảnh phàm phu, con không niệm Phật như ba đêm hôm nay rồi con trở lại con phạm nữa sao? Thôi cho con về, leo lên đài vàng đi về. Tên ông này là Quánh Kha, cái nghĩa là trì giới độ phá giới. Làm sao mình trì giới lại? Mình đã phạm rồi, làm sao mình trì lại? Niệm A Di Đà Phật, tiêu mất cái mặc cảm mà phạm giới đó, và tâm thanh tịnh, giới bạn tức thì thành tựu lại. Còn đi trên con đường bạn phạm giới rồi, thí dụ là Phật tử ngũ giới mà bị phạm giới uống rượu rồi, thì bạn phải đi thọ giới lại. Phạm giới là mất giới rồi, bạn phải đi thọ lại. Nhưng nếu bạn thành tâm niệm Phật sám hối, thân tướng bạn thay đổi, hảo tướng xuất hiện, tâm bạn thanh tịnh, thì bạn đắc giới lại liền. Cho nên cái tịnh độ này nó độ cho những người bị phạm giới như ông Quánh Kha, và độ người phạm ngũ nghịch như là vua A Xà Thế, giết cha ở trong ngục tù nhốt cho chết, hại mẹ. Nhưng trong Vương Kinh A Xà Thế, Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng ông niệm Phật cầu vãng sanh, sám hối ăn năn, ông vẫn được vãng sanh thượng phẩm trung sanh.
Chúng tôi giảng đến đoạn này có nhiều người nói ông thầy già, ông nói phạm ngũ nghịch giết mẹ giết cha cũng được vãng sanh. Ông thầy ông nói bậy, sao nói vậy? Bởi vì do cái cô này cô nói nó không có đầy đủ, cho nên ông thầy trả lời ông kêu thầy nhàn nói bậy là đúng. Đúng là đúng cái cô đó nói như vậy, chứ còn chúng tôi không nói bậy. Bởi vì đây là trong Vương Kinh A Xà Thế nói rằng ông vua A Xà Thế đã giành ngôi cha do Đề Bà Đạt Đa khởi lên cái niệm muốn chiếm ngôi vua và dùng cái y quyền của vua A Xà Thế để tẩy luôn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình là người em họ, luôn luôn Đề Bà Đạt Đa bên cạnh sát thủ, sát thủ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lăn đá dập chân xịt máu, ông chế ra lục quần tỳ kheo để ông làm cho ngon hơn Phật. Và Phật nói nhờ Đề Bà Đạt Đa theo ta bao nhiêu đời kiếp, nhờ cái nghịch hạnh Đề Bà Đạt Đa này mà ta chống mau thành Phật. Cho nên hôm nay ai mà nghịch hạnh với mình làm cho mình khổ đau, ai mà du an giáng quả nói xấu mình á, mình cảm ơn họ, họ là hàng Bồ Tát nghịch hạnh giúp cho mình chống thành Phật quả. Vô khảo đạo bất thành đại đạo, không gặp nhiều phiền não phong ba, cây bồ đề khó được trổ qua, bờ bến giác cách xa khó đến. Vô khảo đạo bất thành chánh quả, muốn lên thiền Bát Nhã Như Lai, chớ nên cầu đặng an lành, ác duyên trợ đạo chống thành kim cang. Bạn là phàm phu mà bạn kêu không có nghiệp đến với mình, chuyện đâu có xảy ra. Phật kia mà còn bị ông Đề Bà Đạt Đa lăn đá để mà dập chân xịt máu, làm Phật ra máu là tội ngũ trọng nghịch, chế là lục quần tỳ kheo để mà làm cho hơn Phật, ra những cái giới luật khác. Và nói vua A Xà Thế xin cha làm vua một ngày, cha thương con quá cho cái ông cầm cái ấn, ông cầm cái quyền, ông đẩy cha vô ngục luôn, để âm mưu mà vua A Xà Thế này làm chiếm ngôi vua được, đẩy cha vô ngục rồi lấy cái uy quyền đó bắt đầu kết hợp với Đề Bà Đạt Đa để mà hại Phật luôn. Nhưng mà hại không được, do cái tâm từ của Phật cảm hóa được vua A Xà Thế, và ông ăn năn sám hối. Phật chỉ cho ông pháp môn tịnh độ, nói cái mà phạm đại giới sát đạo dâm đạo sát vọng, cái phạm ngũ nghịch trọng tội giết mẹ giết cha giết vị hòa thượng phá hòa hiệp tăng làm Phật ra máu, đây là ngũ trọng nghịch, chỉ có tịnh độ mới độ ông được thôi. Thôi ông thành tâm ông niệm Phật đi. Vua A Xà Thế thành tâm niệm Phật, vậy mà ông được vãng sanh thượng phẩm trung sanh. Cái pháp môn tịnh độ nó mới độ được cho bạn vượt qua khỏi những cái chướng nạn gọi là ngũ trọng nghịch nha. Trong này chưa có ai ngũ trọng nghịch đúng không? Chưa giết mẹ, giết cha, giết vị hòa thượng, làm Phật ra máu, phá hiệp tăng. Thì cái cơ may mình vãng sanh rất có cơ may với các bạn. Đó. Cho nên cái độ đây là dùng cái pháp môn tịnh độ để độ mình và độ người. Và nghe cho kỹ nè, nghe chỗ này quan trọng nè. Những pháp môn khác giống như thiền, các vị tổ phải lên núi để ngộ tâm ngộ tánh, đốn ngộ đi và tu thành tựu rồi bắt đầu mới xuống độ cho các vị khác. Có một vị tổ quý vị biết lên trên núi tu thì phát nguyện trên núi tu, vừa lên núi một cái không có một bóng người lên mấy năm trời. Biết sao không? Cọp nó nằm dưới nó canh. Con cọp nó canh nó không cho ai lên, sợ lên quấy rầy. Nó nằm dưới đó, hổ cột nó nằm dưới đó, ngay con đường ai dám lên. Cuối cùng ngày cái ổ, mình ở trên này mình chỉ ăn rau uống nước bao nhiêu năm nay, thôi bữa nay mình xuống núi, mà lúc ngài đã chứng đạt rồi, ngài thành tựu được rồi đó, là sống được với chân tâm và ngài có đầy đủ định lực, không bị những cái trần cuốn lôi. Bây giờ ngài khởi tâm lên để bắt đầu mới độ sanh. Thì ngài xuống ngài thấy một đám cột nó đang nằm đó, nước miếng nó nhiễu ra nữa. Ngài kêu này các ông cọp, kêu bằng ông nha chứ không phải kêu bằng con đâu. Này các ông cọp, nếu ta có duyên với cái núi này thì các ngươi hãy tránh ra để cho dân làng họ lên để ta độ cho dân làng. Ta hôm nay thành tựu được đạo nghiệp, ngài tu thiền đó nha. Còn nếu ta không có duyên này, thôi các người tới xơi ta đi, tới ăn ta đi. Mấy con cọp nó nghe vậy bắt đầu nó rống lên một tiếng thiệt lớn, tức là nó mừng quá đó. Nó kêu được, chắc nó kêu vậy quá. Nó rống lên một tiếng cái nó nhảy cái vèo, nó giọt đi hết. Bắt đầu dân làng mới kéo lên xây chùa, xây chiền làm luôn cho đó. Và những pháp môn mà tu thiền người ta cảm được loài thú, gọi là ông hòa thượng này gọi là phục hổ luôn á. Cảm được loài thú, tức là ngài thành tựu được rồi ngài mới xuống ngài độ. Còn riêng pháp môn này mình đang tu mà cũng đang độ luôn.
Hiểu không? Đang tu là mình niệm A Di Đà Phật, và mình độ luôn là mình kêu họ niệm A Di Đà Phật chứ không phải niệm mình. Mình đang tụng kinh Vô Lượng Thọ rồi mình kêu họ tụng kinh Vô Lượng Thọ, mình đang lạy Phật, mình kêu họ đang lạy Phật với mình luôn, gọi là tự độ, độ tha viên mãn, tương tức tương nhập, tự độ và độ tha trong một lúc, chứ không phải mình thành tựu rồi mình mới quay lại mình độ cho người ta. Được không? Gia đình mình chút nữa về có người đang hấp hối trúng mánh, vô hộ niệm luôn là độ cho họ để vãng sanh. Cho nên cái pháp môn tịnh độ này nó thù thắng là bạn đang tu mà bạn đang độ, còn những pháp môn khác là bạn tu thành rồi bạn mới độ. Có nhiều vị thầy kêu thầy Nhàn hôm nay có 42 tuổi còn nhỏ, tôi hòa thượng đây chưa dám thuyết pháp, ông thuyết pháp ào ào. Chúng tôi có thuyết pháp gì về cho chúng tôi có chứng đạo hoặc chúng tôi khoe khoang đâu, mà chúng tôi tán thán Đức Phật A Di Đà thì càng có công đức nữa chứ đâu có gì trở ngại đâu. Cho nên cái pháp môn tịnh độ này là tự độ và độ tha, tự lợi và lợi tha luôn. Bạn niệm Phật bạn thấy có lợi, bạn chỉ người khác niệm Phật người ta thấy có lợi liền. Cho nên thành ra cái pháp môn này là vừa tự độ mà mình vừa độ tha, là tu cho mình và tu cho người, mà không những người còn sống mà người chết nữa quý vị à. Mà dùng cái công đức danh hiệu Phật để làm gì? Để niệm cho họ nghe, là độ sanh và độ tử luôn à. Pháp môn tịnh độ là độ sanh, là độ người còn sống, phiền não trở thành an vui, xấu xấu lùng lùng nó trở thành đẹp 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 đẹp, thấy không? Niệm lâu ngày tự nhiên thân tướng nó hảo ra. Rồi gì? Rồi tham lam thì nó trở thành người biết rộng lượng bố thí, là phước báu nó tới. Và con người khi chưa niệm Phật nó bực bội, nó tức tối, mà nó không có cái sức chịu đựng nhẫn nhục. Niệm Phật lâu ngày nó có cái sức nhẫn nhục dẻo dai, và người không có cái định lực làm việc gì nữa chừng nó cũng bị thối lui. Niệm Phật lâu ngày nó tạo thành một cái sức định, làm việc gì nó cũng chóng mau thành công và đến nơi đến chốn, không có nửa đường thối lui, bán đồ như phế. Và làm việc gì nó cũng tối tâm, nó không sáng suốt. Lúc trước chưa niệm Phật, hôm nay niệm Phật rồi làm việc gì nó cũng sáng suốt, do tinh thần mình sáng suốt. Vì sao tinh thần mình sáng suốt? Vì câu A Di Đà Phật là vô lượng giác. Niệm cái vô lượng giác này lâu ngày, trí giác mình nó khai mở, cho nên nó sáng suốt thôi. Mà bạn đâu phải niệm là nó sáng suốt liền, phải có thời gian chứ. Cho nên thành ra là Hòa Thượng Tịnh Không nói tôi phải 50 năm đây tu học niệm Phật mà còn gặp nhiều chướng duyên chướng nạn. Nếu bạn mà không có chướng duyên chướng nạn là bạn giỏi hơn Phật Thích Ca rồi à. Phật Thích Ca cũng phải gì? Cũng phải gặp nạn, Đề Bà Đạt Đa theo hại. Cho nên hôm nay rất nhiều Phật tử về nói thưa thầy, con như thế này nè, chồng con như thế rứa nè, vợ con như thế răng nè, tức là đủ thứ cái việc về để mà bẩm thầy. Nhưng mà không hiểu cái nguyên nhân là mình đã tạo cái nhân ác, thì bây giờ quả ác đến với mình cho mình than trời trách đất gì. Thì nói với thầy cũng chứ bây giờ không niệm Phật ai mà cứu được. Dĩ nhiên cái đó là cái khổ đau quá rồi, không biết trút với ai về trút cho thầy. Thầy vẫn nhận thôi chứ giờ sao. Gia đình bạn ban ly tán, Ấn Quang Đại Sư nói trên nồi đang nấu súng súng xanh, trên nồi quý vị đang kho thịt kho cá, đang kho chúng sanh, gia đình bạn rắc rối là phải rồi. Thì bây giờ bỏ cái nhân đó đi, đã lỡ tạo cái nhân bây giờ quả thì đồng ý quan hỷ mà trả, thôi đừng có làm cái nhân đó nữa. Thôi chứ đừng làm cái này chắc thôi, hơi khó nghe. Nó đang ngon miệng quá mà, nó đang ngon miệng quá. Bữa nào không có thịt heo chịu không nổi, bữa nào không có thịt gà chịu không nổi, bữa nào không có thịt vịt chịu không nổi, bữa nào phải có gì rượu và với giờ với lại là gà đồ đó, nó quen cái miệng rồi, bây giờ không có chịu không nổi, dễ gì bỏ. Mà lạy Phật đi, niệm Phật đi, nó bỏ được đó. Như vậy hôm nay chúng ta biết là dùng cái câu niệm Phật mà phải thường xuyên thì bạn mới làm bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thành định trí tuệ một cách viên mãn. Còn bạn mà bố thí mà không có niệm Phật rất khó thành tựu, là nội tài và ngoại tài, tài thí, pháp thí và vô ý thí, quý vị trọn vẹn được cái bố thí mà trong kinh Phật nói rất khó. Ngài Xá Lợi Phất mà phát nguyện bố thí, lấy con mắt này để mà bố thí cho Ma Ba Tuần để mà
vừa khởi niệm lên bố thí là Ma Ba Tuần đến nói rằng: này Xá Lợi Phất, tức là nhiều kiếp về khá khứ đó, Xá Lợi Phất vừa phát nguyện lên bố thí là Ma Ba Tuần nói: ông cho tôi bên con mắt để tôi làm thuốc. Ngài Xá Lợi Phất nói: mình đã phát tâm bố thí, bố thí cả thân mạng này cũng bố thí, móc con mắt đưa cho Ma Ba Tuần. Ma Ba Tuần hửi: mắt này tanh quá, không làm thuốc được, vứt chà đạp cho con mắt bên kia, thối tâm liền. Ghê không? Bố thí dễ không? Khó vô cùng. Nhưng gì? Nhưng niệm Phật rồi tự nhiên mình thấy dễ vô cùng. Niệm Phật rồi không sợ chết nữa, niệm Phật rồi không sợ mất của nữa, niệm Phật rồi không sợ mất vợ nữa, niệm Phật là không sợ mất tiền nữa, và niệm Phật rồi không sợ già. Niệm Phật càng ngày không có già. Và Thượng Tinh Không nói: tôi đâu có già đâu, 86 tuổi mà cái máu bữa nay ra kiểm tra nó còn có 35 tuổi à, thì cái sức sống nó phải đến 150 tuổi. Đến bây giờ cái mặt ngài 86 tuổi mà láng lẫy mà không có một nếp xếp ly. Chúng tôi qua bên đó năm 2010 mà ngồi cạnh bên ngài để chụp hình thì mấy Phật tử nói tiếng Việt nói: bao nhiêu năm thầy tha thiết gặp hòa thượng, bây giờ thầy ngồi sát sát vô đi. Chúng tôi ngồi sát đụng đụng để lấy hơi chút. Thấy cái mặt ngài láng lẫy, nó căng da và không có một chút nếp nhăn. Lúc ngài ngài cũng cười hết trơn mà làm gì có nhăn, còn mình cứ thì nói sao? Thì nó ship ly. Phải không? Nó ship ly. Trời, có nhiều người lúc nào cái chán nó răng. Còn nước lào mình cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thì sao? Cái mặt nó phải căng ra chứ. Nhất thiết di tâm tạo ngang. Cái tâm mình như thế nào thì cái thân nó như thế rứa đấy. Cái tâm mà nó vui vẻ là thấy gương mặt người ta nó rạng rời, máu huyết nó tươi, nó sống lại, nó hồi sinh lại từng cái xớ thịt, từng cái máu trong người mình, và trong nước, toàn bộ nước trong người mình đó là máu, rồi nước trong người mình nó sống lại, nó hồi sinh lại. Quý vị nghe không? Tiến sĩ Emoto, ông phát minh, ông chụp được cái hình của nước khi mở những cái nhạc vui, những cái nhạc mà tình mẹ, những cái nhạc mà đạo đức, tự nhiên nước chụp ra nó có những cái tia giống như hào quang năm màu ngũ sắc, nó vui á, nước nó cười, nó hoan hỷ, nó rất đẹp. Mà khi ông để cái bài nhạc tiền chiến chiến đấu và những cái nước nghe những cái âm thanh khổ đau chụp lên, thấy cái nước nó xấu xí. Ông nghiên cứu mười mấy năm ra nước có cảm giác, nước có cảm nhận âm thanh. Thì trong người của bạn chứa lúc nằm trong thai bào là 90% nước nằm trong bụng máu á, bụng mẹ. Khi sanh ra dưới 30 tuổi, khi sanh ra rồi á, từ 70 tuổi trở lại thì 70% nước, còn khi già thì nước nó giảm lại. Thì như vậy con người của bạn là chứa cái dung tích nước rất nhiều. Nếu mà mình đem ra cái máy mình nghiền ra sát theo đường sát, nước ra đường nước thì nước nhiều lắm. Máu rồi nước trong người mình rất nhiều. Cho nên khi mình niệm Phật thì nước trong người mình nó cảm được câu A Di Đà Phật, bắt đầu nó hồi sinh trở lại, nó sống lại và nó không bị lão hóa, tức là nó không bị già. Và chính nước là máu này không bị ung thư. Từ cái tư tưởng khổ đau, bực bội, tức tối, làm ăn thua lỗ, nhiều sự việc đến với bạn nó căng thẳng đầu óc, thì từ cái tâm khó chịu nó biến dạng cái thân thể của mình, bị ung thư chỗ này, ung thư chỗ nọ, rồi ung thư máu, rồi đau bao tử nữa. Có một cô bác sĩ, cô nói: thầy ơi, con đau bao tử quá thầy ơi. Hỏi: dạo gần lại đây cô bị phiền não, có chuyện rắc rối? Đúng rồi, ông chồng con theo dõi bé. Đúng rồi, con theo dõi bé lo ngủ không được, ăn không ngon, bực bội, cho nên thành ra cái tư tưởng đó nó hại bao tử. Thôi kệ, ông muốn đi theo ai theo, cô đi theo Di Đà đi. Hết đau bao tử liền à. Mà muốn theo Di Đà thì phải làm sao? Phải miệng niệm Di Đà, nghe Di Đà. Và Di Đà cứ niệm luôn đi. Thì hèn chi Di Đà, niệm Di Đà thì làm gì có đau bao tử. Cậu nghe xong một cái cậu nói: sao lúc trước con nghe rất nhiều băng giảng của thầy, sao bữa nay con nghe thầy một cái là con muốn làm liền. Thôi kệ, mặc chết xác nó đi, tôi không thèm nó. Cái nghĩa là lúc thương nhau là nói anh em ngọt xớt, mà cái lúc mà giận nhau nói mày tao luôn. Mày đi đâu mày đi cho rồi. Bắt đầu bệnh niệm Phật thì gì? Bao tử hết đau, mạnh khỏe bình thường.
sáng hôm nay nó khác với cái sáng hôm trước. Sáng hôm trước là cái đĩa mà kỷ niệm, chúng tôi với chú Đạt đó là suốt đêm dựng cái đĩa đó cho nó xong. Bây giờ thấy nó cũng tương đối đặc sắc. Thì trong thời gian mình dựng đĩa, mình niệm Phật hết, cho nên bao tử nó hơi xót, bây giờ chiều không có ăn. Nhưng sáng hôm nay niệm Phật cho đến sáng không thấy bao tử xót, không thấy đói. Bởi vì lúc bữa trước là mình không có niệm Phật, mình bị phân tâm làm trong cái đĩa, tự nhiên thấy bao tử nó xót. Hôm nay mình an trụ do câu niệm Phật sao? Ô, cái bao tử không còn xót nữa ta, khỏe quá vậy nè. Là do cái định lực niệm Phật nó không có bị làm cho cái tim gan tỳ phế thận của mình bị bệnh hoạn. Và nghe này, chỗ này quan trọng này nghe. Tâm thanh tịnh chữa bệnh hiệu quả nhất. Tâm phiền não dầu cho uống thuốc vẫn không hết bệnh. Có một cô đó cho vay nặng lãi, tiền của được 5-7 tỷ gì đó cho người ta vay nặng lãi. Nó lấy một cái sạch sẽ, nó đi hết rồi thì sao? Cuối cùng chơ dơ, mặt mày phải nói là sơ sát. Từ một con người mạnh khỏe mà khi nghe một cái nó xuống cấp liền. Đi ra ngoài ăn bún riêu, mà bún riêu ở bên ngoài lề đường á, người ta coi mình ngồi trên cái ghế mà cái đòn nhỏ nhỏ đó, ăn xong đứng dậy, ăn xong đứng dậy bắt đầu cầm cái đòn người ta dính trong đít đi luôn. Cái bà kia, bà muốn bún riêu, mình nói chị để lại cái đòn cho em, cho sao chị mang cái đòn đi. Ồ vậy hả, thành điên luôn, chả biết gì. Có nghĩa ăn bún riêu rồi mà còn cầm cái đòn đi theo. Cái người lúc nào cũng nghĩ về tiền bạc bị mất, khổ đến nó cùng cực muốn điên luôn. Tự nhiên cái rồi chúng tôi lúc trước đang ở trên Đà Lạt, thấy một cái lá nó bay xuống. Tự nhiên trong đầu óc mình nghĩ đến cổ, bởi vì cổ cũng có phát tâm cúng dường đồ này nọ, cứ mới viết một cái bài vô thường, chứ không có biết cổ bị mất cổ vậy. Viết một cái bài viết vô thường gửi về cho cổ, cái bắt đầu cổ niệm Phật thì nó qua. Xuống nhà thương nó khám, không có một cái bệnh gì, giờ mà ăn được ngủ được, do tiền nó hại mà lâu ngày nó sanh bệnh à. Cho nên cái tâm thanh tịnh là chữa bệnh hay nhất. Muốn tâm thanh tịnh phải làm sao? Bạn chịu khó niệm Phật đi, ngồi câu A Di Đà Phật ra, khó làm cho các bạn tâm thanh tịnh lắm đấy. Nhưng mà niệm như cách nào? Niệm lớn tiếng thì làm sao niệm được ồn ào bên ngoài, mà niệm trong tâm thì nó quên. Chỉ có niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là dễ niệm nhất. Ở nhà mình vừa nấu cơm cũng niệm Phật, vừa làm việc gì cũng niệm Phật. Ấn Quang Đại Sư nói đi đứng nằm ngồi, nói năng động tịnh, mặc áo ăn cơm, đại tiểu tiện, bạn đừng rời danh hiệu Phật. Lâu ngày nó vào định, tâm không Phật hiện. Chọn cái câu chỗ này hay này nghe. Tâm bạn không còn một vọng tưởng, chỉ còn toàn tâm tức Phật, toàn Phật tức tâm. Tâm Phật không hai, Phật hiện liền. Còn bây giờ chưa hiện là do ngũ ấm tài sắc danh thực thì, do xúc sắc thọ tưởng hành thức, cái ấm này nó che cho nên bạn không thấy. Ngay nơi các hương linh bữa nay đang chuẩn bị ở đây quý y mình cũng không thấy rồi. Thấy chưa? Cho nên mình vô định một cái là mình thấy Phật liền. Lúc trước cũng có một cô Phật tử, cô nói con đang bị bệnh tư tưởng về theo nhà ngoại cảm, cho nên thành ra con thấy lúc nào cũng có phần âm bên cạnh con, cho nên con sợ quá, bây giờ thầy giúp giùm con. Nhân nhạc mình nói một câu: bấy lâu nay cô đi theo nhà ngoại cảm để tìm mộ tìm mã, là cô nghĩ đến những phần âm mà tâm cô không đủ sức định, cho nên bị phần âm bây giờ cô làm nghe cảm giác thấy sợ. Thì bây giờ cô đổi lại cái tư tưởng là bây giờ trở đi cô nghĩ đến Phật, cô niệm Phật, thì cái tư tưởng mà nghĩ đến phần âm nó hết. Thì khi cái tư tưởng nghĩ phần âm nó hết thì gì? Thì cảm giác sợ nó hết. Ồ hay quá vậy ta, chưa ai khai ngộ mình chỗ này ta. Mà muốn nghĩ nó lại thì phải có thời gian, chứ đâu phải ai với đạo Phật cả được liền đâu. Cô nghĩ 5-7 năm đi theo những nhà ngoại cảm để đi tìm mồ tìm mã, thì cái ý niệm mà tạo phần âm ở trong đầu cô nó quá nhiều. Bây giờ cô cảm giác lúc nào cũng có phần âm ngồi bên cạnh cô, sao bây giờ cô không có cảm giác lúc nào cũng có Phật bên cô? Kêu chưa được, thì có niệm Phật đâu mà được. Thì bây giờ cô niệm Phật lại đi, thì lúc nào cũng có Phật bên ngồi cạnh cô. Kêu hay, cái lý này hay. Tâm tức Phật mà Phật tức tâm, mà tâm tức ma mà ma tức tâm. Hay quá.
Có cái ông đó là chuyên môn nhà ngoại cảm nổi tiếng ở Việt Nam, gặp bà già lên trên chùa chúng tôi đánh cho một gậy ngộ, cho đi đâu cũng xe rước, máy bay rước để đi tìm mộ mã. Dĩ nhiên không phải chúng tôi bác cái chuyện này giúp cho những hương linh rất là tốt, nhưng bạn phải đủ định lực, không thì mình bị cuốn hút. Đủ định lực là gì? Bạn niệm Phật, bạn có công đức, bạn giúp đỡ họ để cho họ giải thoát, đó là rốt ráo nhất. Đủ duyên là họ gặp, không đủ thôi không có đi tìm. Ai muốn cần các cái hương linh cái việc về đây quy y, đủ duyên thì ở đây tu, không đủ thì đường ai nấy đi, chứ chúng tôi có bắt buộc hương linh nào cả. Đi tìm chi? Tìm Phật không tìm, tìm ma làm gì? Bà già này bà làm một gậy coi như cái anh này tỉnh ngộ. Bà già bà niệm Phật ở trên này xong bà về biết bà nói làm sao không? Sao suốt ngày anh cứ niệm ma không, anh không niệm Phật. Đúng không? Bởi vì đi tìm ma đó, đi tìm mấy hương linh hài cốt. Thì anh suốt ngày anh tìm ma, cho đến anh gặp ma, còn suốt ngày tôi niệm Phật, rồi chừng tôi sẽ gặp Phật. Ngộ luôn, thôi bỏ, bên này ăn chay lo niệm Phật. Một người nổi tiếng bị bà già quýnh gậy lật ngửa. Nói như vậy không phải chúng tôi bác những nhà ngoại cảm nha. Nhà nước chúng ta chứng minh cho cái sự chết rồi không mất, không phải là vô thần, còn các vị hương linh mà nhà ngoại cảm giúp cho họ đi tìm những cái phần mộ rất tốt. Nhưng ý chúng tôi muốn nói là cứ giúp cho tới nơi, đủ duyên họ tới đây quy y cho họ, họ niệm Phật để vãng sanh, giúp tới nơi. Đủ duyên là giúp, Phật không đi tìm ai, mà đủ duyên là Phật gặp. Cho nên nhà Phật gọi là tùy duyên. Rất hay hai chữ tùy theo cái nhân duyên mà gặp. Cái nhân của những người hương linh đó có niệm Phật, hôm nay họ theo gia đình của quý vị về đây để họ niệm Phật, để họ nguyện vãng sanh, đó là nhân duyên họ đã chín mùi, độ cho họ được ngay. Còn nhân duyên chưa chín mùi, đi gặp họ rồi kêu họ tu họ cũng không chịu tu nữa đó. Không phải dễ độ người đâu nghe. Hôm qua cái hương linh nó ngồi nó nói rất tội, hôm nay có mặt đây nè, con thích ở đây lắm, thầy cho con ở không? Cho chứ, chùa thầy là ma người lẫn lộn không sao, cứ việc gì đi. Cảnh giới của ma, người vô hình thì sống theo người vô hình, còn cảnh giới của người hữu hình thì sống người hữu hình, đừng có chống trái lẫn nhau, kết hợp với nhau để mà tu hành. Chứ chúng tôi không có ép là kêu ở đây chỉ có người ở, ma không được ở, những người hương linh không được ở. Không phải, cứ việc về ở tu, nhưng mà đừng có gây rắc rối lẫn nhau à. Nếu gây rắc rối lẫn nhau là tự bạn hại bạn, bạn tạo điều ác đó là bạn phải đọa lạc thôi à, chứ không ai hại bạn đâu à. Âm dương đồng nhất lý, thế thôi. Bây giờ là 11 giờ 10 phút là đúng 2 tiếng rồi quý vị. Thường cái đĩa chúng tôi là 2 tiếng đồng hồ trở lại, chứ mà quá 2 tiếng thì cái đĩa nó rất là nhòe, tức là nó không có rõ. Cho nên thành ra chúng tôi giảng 2 tiếng nhưng mà trong người nó còn muốn nói nữa lắm. Muốn nghe nữa không? Thôi tuần sau đi. Nếu ai muốn nữa là chiều thứ bảy ha, tối thứ bảy ha. Ở ngoài đời thì chiều thứ bảy máu chảy về tim. Đi chơi đồ karaoke đồ ha. Còn mình chiều thứ bảy thì chạy về Tịnh Thất Quan Âm. Cho nên quý vị tìm chúng tôi dễ lắm. Cái tối thứ bảy vô đây là gặp, không chạy đâu hết trơn. Chừng nào có chuyện gì thì chúng tôi thông báo ha. Rồi sáng chủ nhật 8-9 giờ đến 11 giờ. Rồi ai cần việc gì thì 12 giờ ăn cơm xong đến 1-2 giờ, 2-3 giờ chúng tôi ở bên nhà khách tiếp quý vị. Còn lại thời gian đó không đi cúng, không đi giảng, không đi nước ngoài, không đi đâu, không tiếp khách, ở dưới khu chân tu niệm Phật, tụng kinh, nghiên cứu lời Ấn Quang, để khi nào Đức Phật A Di Đà đóng visa một cái bụp rằm tháng 7. Đó, ông thầy nhàn về Cực Lạc. Nhưng mà giờ chưa biết ngày nha. Đang chờ đợi, đang chờ đợi cái ngày vui đó. Ở trong này ai chuẩn bị đám cưới không? Ngày đám cưới cũng vui lắm đấy. Do bạn chuẩn bị rất nhiều cái điều kiện để tạo một cái ngày vui, nhưng vui đó rồi nó cũng sẽ tàn. Nhưng bạn chuẩn bị cái ngày vui về Cực Lạc, mà ngày vui này được thành tựu viên mãn là bạn về bên đó là cực vui, gọi là Cực Lạc, là cùng cực an vui.
cái ngày này mà không chờ đợi, cái ngày này mà không lo lắng để chuẩn bị thì chuẩn bị cái ngày nào trời? Vì cái tâm của mình thấy cái chuyện đó nó còn yếu ớt quá, nhạt nhẹ quá. Cho nên bây giờ bà cụ nào hy sinh trước bà đi, bà cụ nào giảng sanh bà đi, để cho làm niềm tin ở đây đi. Thầy ở đây thầy còn giảng kinh nữa, cho nên cho bà cụ đi trước đi. Chúng tôi đang đi chuẩn bị xuống thăm để coi đủ duyên thăm một vị hòa thượng. Hôm nay 90 mấy tuổi mà nhìn mặt cũng đẹp, đẹp như hòa thượng Tịnh Không ở Bình Định đó. Thì bữa đó ông nói với cái cô đó là ở tại chùa của hòa thượng, cứ hàng ngày niệm Phật không biết gì hết, đến giờ cơm vô ăn. Thì hòa thượng nói sao, chừng nào bà theo Đức Phật A Di Đà bà về trên đó. Nó bảo thượng à, bữa nay trời mưa quá làm sao đi, để ráo ráo đi cho con đi, rồi người ta khiêng cái hồn này mưa ướt át nhẹp. Thôi để con vô con nói với Phật A Di Đà, con hẹn qua mùa mưa nha. Vô hứa với Phật A Di Đà nói làm sao đó không biết, sáng ngày mai nói qua mùa mưa con đi. Qua mùa mưa đến mùa nắng bà đi. Thì ông hòa thượng này chắc ông cũng biết ngày giờ giảng sanh rồi, sao mà ông nói cái kiểu đó ta. Mà bà già này cũng biết ngày giờ giảng sanh luôn, mà không có kêu ai đến rùm beng hết trơn. Bà ngồi trên ghế xong rồi bà đi, cái mấy người khiêng ra bên ngoài bên đó chôn bà. Nuôi 3 năm nay mà chưa có bà nào nói được câu này, ăn hết cơm hết gạo rồi đó. Trời, mấy chú mà cũng chở rau xe về. Ăn xong bữa nay cái hầm phân nó nghẹt, phải xây thêm một hầm phân khác nữa. Vậy mà chưa ai đi giùm, lẹ giùm đi. Bà già bà đâu có xuất gia gì đâu, bà là cư sĩ mà bà hẹn qua mùa mưa. Thôi quý Phật tử, thầy cho qua mùa mưa đó. Thầy cho qua mùa mưa đó. Nói chuyện giống như nói chuyện chơi vậy mà thành thiệt không ơi. Nói chuyện như chuyện chơi à. Thôi để qua mùa mưa con đi nghe thầy. Qua mùa mưa cũng được. Đó là nhân chứng sống còn ở tại Việt Nam, ở Bình Định đấy. Khi nào để xuống xem. Nếu mà những người như vậy mà có được cái camera mà quay ha, mà chúng ta thấy được cái đó là tuyệt. Tuyệt. Cho nên cái người mà vãng sanh biết ngày giờ là người ta không bệnh hoạn ngang, không đau ốm nhang. Còn bạn bệnh hoạn mà đau ốm rồi, cái sự vãng sanh nó rất dễ trở ngại cho bạn. Trừ các hàng Bồ Tát thị hiện bệnh không nói. Còn đã bệnh rồi thì cái nghiệp của nó là cái hiện tại này á, cái câu niệm Phật không chuyển được cái thân nghiệp này, khó biết ngày giờ lắm đấy, không an toàn lắm. Mà thực sự cái người không, chúng tôi niệm mới hôm nay không phải tự mãn gì, mới có hơn 3 tháng mà sao đáng lẽ là cảm, nhiều lúc là đáng lẽ là cảm, sáng hôm nay cũng đắng miệng, vô công phu 2 tiếng ra hết đắng miệng. Đáng lẽ sáng hôm nay phải chích thuốc á, bởi vì thứ tư vừa rồi làm cái lễ 3 tiếng rưỡi, nó tháo mồ hôi về tắm là tưởng bị nhẫm nước, nhiễm nước cảm. Mà sáng hôm nay đắng đắng miệng chuẩn bị cảm, vô đề cái niệm 2 tiếng cái hết cảm. Cái cảm là nhẹ nhất, rồi từ từ nó sẽ hết cái cảm, rồi nó hết cái đau lưng, nó hết cái đau bụng, rồi nó tiêu nghiệp từ từ, bạn không còn bệnh nữa. Thân vô quái ngại à, bên là vãng sanh à. Không có gì chướng ngại cái thân bạn nữa, tâm bạn thanh tịnh, nhờ cái công đức niệm Phật đó nó thanh tịnh cho nó tiêu hủy bệnh hoạn hết. Này khó tin luôn. Làm gì mà niệm A Di Đà Phật mà hết bệnh? Phải lấy tiền đưa bác sĩ ông chữa mới hết chứ. Không tin nổi công đức niệm Phật. Khó tin vô cùng. Nói mấy năm nay rồi mà đôi khi cũng chưa vô nổi, là bởi vì cái nghiệp nó chướng ngại, nó không cho mình niệm. Thấy một công việc gì đó, thấy một sự việc gì đó là lao vô để toàn tâm, nhưng mà không để toàn tâm trên danh hiệu Phật, cho nên nó không có cái lực tác dụng để tiêu nghiệp. Bạn để toàn tâm trên danh hiệu Phật đi, nó tiêu nghiệp mà nó thành tựu sự nghiệp, làm ăn cuộc sống và sự nghiệp vãng sanh của bạn thành công luôn. Khó, nếu mà không công phu khó giảng đến chỗ này lắm á nha, chứ không phải tưởng giỡn đâu à. Nói mà người ta nghe, mà người ta nghe có lý, mà người ta hoan hỷ người ta nghe, không phải là chuyện đơn giản. Cho nên thành ra cái lối thuyết của Hòa Thượng Tịnh Không là tán thán Đức Phật A Di Đà, coi như là mình chưa đạt gì hết cả, và khuyến khích Phật tử và tán thán cảnh giới cực lạc. Cho nên nhờ cái công đức đó, cho nên thành ra người ta thích nghe. Cho nên mình nói gia đình mình chưa nghe là mình xem lại,
mình phải lo công phu và mình làm cái mẫu mực, mình làm một con người đàng hoàng, tươm tất, nghiêm túc thì gia đình mình sẽ nghe. Nếu ở trên đạo tràng này chúng tôi sống một cách bừa bãi, quý chư ni rồi chúng tôi đụng đâu nói đó, người nó nhỏ mọn, chư ni xem thường, nói đâu có nghe. Còn các chú mình là không có trân quý người ta thì làm sao người ta trân quý mình? Mình ăn nói bừa bãi, đụng đâu nói đó, con người mình không có tư cách thì là mấy chú làm sao quý mình? Ở nhà cũng vậy thôi, mình phải có tư cách thì tự nhiên vợ con và những người bên ngoài người ta phải quý mình thôi à. Mà cái tư cách đó là dùng cái công đức niệm Phật để tạo lên cái nhân cách mà hồi tối chúng tôi nói lạy Phật được oai nghi đầy đủ. Oai nghi ở đây là cái phong cách tác phong của mình, từ cái công đức niệm Phật này mà nó sanh ra cái oai nghi, người ta nhìn vô cái vẻ mình là người ta hoan hỷ. Vì vậy hôm nay 11:20 và tức là chúng tôi giảng hơn 2 tiếng đồng hồ. Quý vị tưởng chừng 2 tiếng đồng hồ như vậy nghe, mà nói không trôi, người ta ngồi người ta nghe nó chán dữ lắm. Có nhiều người người ta nói con muốn ngồi nghe thầy nói suốt đêm khuya. Hôm qua giảng, hôm qua giảng đến 8:30, nó kêu thầy nói đi, thầy nói nữa đi, hết đêm khuya con cũng nghe. Cho nên khi mà Phật mà giảng pháp vào đại định rồi á nghe, thời gian rất là thời gian qua rất là nhanh, dầu đó là 2-3 tiếng, 5-7 tiếng ha. Thưa quý vị, một điều chúng tôi vẫn tiếp tục thông báo đó là mỗi tối thứ bảy từ 6:30 đến 8:30 chúng tôi giảng, và mỗi ngày chủ nhật đều 9:00 đến 11:00 đều có buổi giảng. Dạ bây giờ thời gian đã hết, chúng tôi xin cung thỉnh cho tôn đức tăng ni khởi thân để hồi hướng. Mời quý Phật tử chúng ta đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Hôm nay đầy đủ nhân duyên ngày lành tháng tốt, chư vị đồng tu bỏ tất cả tịnh tài mình ra để làm lễ phóng sanh. Quý vị được tài thí sanh ra đời nào cũng đầy đủ của cải vật chất tiền bạc. Đáng lẽ chiều hôm nay có cả con gà, con ếch, con nhái, con lươn, con cá này bị cắt cổ nhổ lông, chiên xào nấu nướng, đơn đốn quần hạ hoài sợ hãi rên la. Quý vị mua cái chết này, quý vị được công đức vô ý thí là công đức sức khỏe sống lâu. Giờ đây tất cả các loài chúng sanh được nghe Phật Pháp, được quy y Tam Bảo. Quý vị được công đức pháp thí là được trí tuệ sáng suốt này. Tất cả các loài chúng sanh trong kinh Phạm Võng dạy, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhiều đời nhiều kiếp. Quý loài thủy tộc, loài cá này chết làm người, người chết làm cá, cá chết làm người, người chết làm gà, gà chết làm người, người chết làm rắn, rắn chết làm người. Trong kinh Phật dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tuy nhiên tánh Phật của quý vị không biết tu hành, tu nhân tích đức làm phước, tạo nhiều nghiệp ác, cho nên phước bóng của bạn cạn mỏng và nghiệp chướng sâu dày. Quý vị phải mang thân loài súc sinh, loài gà, loài cá, loài ếch, cho nên hôm nay quý vị mới ra cái nông nỗi này. Giờ đây được nhân duyên về tại pháp hội này, được quy y Tam Bảo sám hối nghiệp chướng, nhân duyên quý vị được nhiều đời nhiều kiếp với Phật Pháp, giới hương định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh văn đài biến pháp giới, cúng dường thập phương Tam Bảo tiền, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Dương chi tịnh thị biến sai tam thiên tánh không, bát đức lợi nhân tiên pháp giới, quảng tân duyên diệt tội tiêu khiên hỏa diệm hóa hồng liên. Nam mô thanh lương địa Bồ Tát, nam mô thanh lương địa Bồ Tát, nam mô thanh lương địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phụ thử thị giả bát công đức thị tại thiên chơn, tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần, biến nhập tỳ lô qua tạng giới, cá trung vô xứ bất siêu luân, thị bất tẩy thị diệu cực pháp thân, trần bất nhiễm trần, phản tác tự kỷ quyên trừ nội ngoại đảng địch đàn tràng, sái khô mộc nhi tác dương xuân khiết é ban nhi thành tịnh độ, sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trượt quế thánh phàm ô yển tổng thanh lương Bồ Tát liễu đầu cam lồ thị,
năng linh nhất đích biến thập phương tinh chuyên cấu ế tận quyên trừ phổ sái pháp duyên tất thanh tịnh này chúng hữu tình bạc nhất thiết nghiệp chướng đất sanh căn bản tịnh độ đà la ni. Nam mô a di đà bà già đa ta già đa già đa ca tha a di đề đô bà tỳ a di đề đa cam ba tỳ a di đề đa tỳ ca lan đế a di đề đa tỳ ca đa già di đề già già na chỉ đa ca lệ ta bà ha nam mô di đa bà già đa ta già đa điệt đa tha a di đề đô bà tỳ di đề đa tấn cam ba tỳ a di đề đa tỳ ca lan đế di đề đa tỳ ca lan đa già di nì già già na chỉ đa lệ ta bà ha nam mô a di đa bà già đa ta già đa điệt đa tha di đề đô bà tỳ a di đề đa tấn cam ba tỳ di đề đa tỳ ca lan đế a di đề đa tỳ ca già di nì già già na chỉ đa ca lệ ta bà ơi hời chúng sanh diệu ẩn mây quy y đức phật a di đà lượng túc trung tôn ai hời chúng sanh diệu ẩn mây quy y pháp ly dục trung tôn ai hời chúng sanh diệu âm ơi quy y tăng chúng trung tôn ma chúng sanh diệu âm đã quy y phật rồi lâm đọa địa ngục chúng sanh diệu âm đã quy y pháp rồi bất đọa ngạ quỷ chúng sanh diệu âm đã quy y tăng rồi bất đọa bàn sanh chúng sanh đã tạo các ác nghiệp ta vô thị tham sân si từ thân miệng ý phá sanh ra xảy điều xin sám hối a nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát ca nam mô cầu sám hối ta ma a ta ca chúng sanh ơi ở phương tây giới an lành mà con nay xin phát nguyện vãng sanh cuối sinh đơn từ bi tiếp độ nam mô tây phương cực là thế giới đại từ đại bi a di đà phật 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 nguyện đem công đức này hướng về thân tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.